Tiên nghịch tập 38 Thiên đạo vô tình, Tuyết Phực giáng lâm chúc bạn xem video vui vẻ tại kênh Ki Quy nhé. Chu Vũ Thái sau khi uống một hớp rượu lớn, đột nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba cái tượng gỗ ở trên kệ cách đó không xa, ba tượng gỗ đó chính là ba người bài phân tông. Năm đó, khi Chu Vũ Thái đến đây, tượng gỗ ở trên kệ chỉ có hai cái, bây giờ lại có thêm một, ánh mắt hắn nhìn ba bức tượng gỗ, dần dần trên mặt hắn xuất hiện một tiết kinh hoàng, tay phải hắn vẫy nhẹ một cái, bức tượng gỗ rơi vào trong tay hắn hắn kiểm tra cẩn thận một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm, lộ ra vẻ phức tạp, một lúc lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, Phương huynh, huynh quả nhiên tiến bộ nhanh hơn một bước so với ta, mười năm nay ta vẫn đứng nguyên tại chỗ." Sắc mặt Phương Lâm bình thản, lại lấy ra một bình rượu, sau khi uống vào một ngụm, lắc đầu nói, "Cơ duyên xảo hợp mà thôi." Chu Vũ Thái than thở một tiếng, cúi đầu nhìn tượng gỗ, chậm rãi nói, với nguyệt ý cảnh của Thanh Tùng sư thúc cũng đã được ngươi điêu khắc, tượng gỗ này cũng đã tương đương với Nguyên Anh kỳ, là pháp bảo có cấp bậc cao nhất, 10 năm trước Vương huynh còn chưa làm được thế này, không ngờ mới 10 năm đã có tiến bộ như vậy, tại hạ bội phục, Vương Lâm đột nhiên cười, nói: "Nếu ngươi thích thì tặng cho ngươi." Chu Vũ thánh ngẩn người, sự phức tạp trong mắt hắn lại càng đậm, nhìn Vương Lâm một lúc, rồi lại nhìn tượng gỗ, cuối cùng hơi do dự lấy từ trong túi chữ vật ra một khối ngọc giản, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh, nói: "Cảm ơn." địch ý của hắn đối với vương lâm lại giảm đi một chút tùy ý đem bảo bối như vậy tặng người là chuyện mà không phải người tâm thương có thể làm được hắn tin có bức tượng gỗ này mình tuy không thể thật sự đạt được tuế nguyệt ý cảnh nhưng nhiều ít gì cũng có thể cảm nhận được một chút chẳng qua điều duy nhất khiến hắn phải lo nghĩ là cuối cùng nên lựa chọn cái nào dù sao bây giờ cảm ngộ của hắn về tuế nguyệt ý cảnh trên tượng gỗ rất kém vì vậy mà trong lòng hắn không khỏi phát sinh chút mâu thuẫn một lúc lâu sau hắn khựng người lại ngẩng đầu nhìn vương lâm lại cười khổ nói vương huynh tại hạ nhận thua huynh cũng không muốn ta có những ý nghĩ khác chứ ôi tượng gỗ này chu mỗ từ bỏ ngọc giản này cũng tặng cho huynh mặt trên có ghi lại thần thông pháp thuật của một vị tu sĩ hóa thần kỳ mắt phương lâm lóe lên chút ánh sáng kỳ lạ nhìn kỹ chu vụ thái hắn đưa tượng gỗ cho gã vốn cũng có ý trong đó nhưng không ngờ gã lại lập tức phản ứng vứt bỏ cơ hội tìm hiểu tuế nguyệt ý cảnh vẫn một mực giữ lại con đường hóa phàm nguyên bản của chính mình người như thế này cả đời vương lâm gặp cũng không nhiều hắn mỉm cười rồi gật đầu nói nếu đã như vậy vương mỗ từ chối cũng bất kính nói xong hắn cầm lấy ngọc giản dụng thần thức đảo qua một cái rồi thản nhiên đặt bên cạnh chu vũ thái luyến tiếp liếc qua tượng gỗ sau đó hắn khẽ cắn răng cưỡng ép mình không được nhìn nó nữa mặt trầm xuống nói vương huynh mấy ngày gần đây tuyết rơi nhiều huynh có phát hiện ra điểm gì kỳ lạ không vương lâm hơi trầm ngâm nhìn bầu rượu trong tay chậm rãi nói trận tuyết này rõ ràng không phải do trời gây ra. Ánh mắt Chu Vũ Thái lóe lên, nói, không sai, trong những bông tuyết còn mang theo một cỗ sát khí, bây giờ toàn bộ lãnh thổ của Liên minh Tư Phái, tất cả đều bị tuyết bao phủ, sát khí trong đó đã trở nên rất đậm, vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, từ đầu đến cuối, giống như chuyện này không có bất kỳ cái gì liên quan đến hắn, chỉ lặng lặng ngồi nghe, Chu Vũ Thái nhìn Vương Lâm, tiếp tục nói, đã có mấy vị tiền bối Tư Phái đứng ra điều tra, cuối cùng ở trên bầu trời cao vạn dặm, phát hiện khe nứt truyền tống đơn của tu sĩ Tuyết vực được che giấu dưới cấm chế. Tu sĩ Tuyết vực. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nghe thấy cái tên này, Chu Vũ thái hít một hơi sâu, nói, "Tu sĩ Tuyết vực cũng là một tứ cấp tu chân quốc, chẳng qua lãnh thổ của bọn họ là ở cực bắc, chỗ đó bị băng tuyết bao phủ, thần thông pháp thuật bọn họ tu luyện cũng có liên quan đến băng tuyết, cho nên mỗi khi Tuyết vực quốc xâm lấn vào lãnh thổ tu chân quốc chúng ta, bọn họ sẽ mở ra những cái truyền tống trận như thế này trước, để lãnh thổ đối phương bị băng tuyết bao phủ, sau đó bọn họ mới xuất kích với một số lượng lớn. Chu Vũ Thái nói xong thì tay phải khẽ vung về phía sau, cửa tiệm lập tức được mở ra, một đám tuyết bị hắn hút vào trong tay, rồi đưa đến trước mặt Vương Lâm. Cùng lúc đó tay trái hắn bấm pháp quyết, trong nháy mắt, một quả cầu lửa to như nắm tay được tạo nên, phát ra từng đợt khí cực nóng. Mời Vương Huynh xem, hắn nói xong, cầm quả cầu và nắm tuyết cộp lại với nhau, trong khoảnh khắc, quả cầu tỏa ra từng làn khói, sau đó lại bị dập tắt, mà nắm tuyết lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Vương Lâm lập tức rung động, đây là một điểm hắn không nghĩ tới. Thứ tuyết này không thể tan được, khi toàn bộ lãnh thổ của Liên minh tứ phái bị tuyết phủ thành đồng bằng thì đó sẽ là ngày tu sĩ tuyết vực tấn công. Giọng nói Chu Vũ Thái trầm lắng hẳn xuống, Vương Lâm cũng trầm mặc, không nói gì. "Vương huynh, ngày hôm nay tại hạ đến đây, là đại biểu cho Liên minh tứ phái, mời huynh gia nhập, với tu vi của huynh, một khi gia nhập, chắc chắn Liên minh tứ phái sẽ được tăng cường rất nhiều trợ lực." Chu Vũ Thái nói một cách chân thành, Vương Lâm liếc nhìn người này một cái, chậm rãi mở miệng nói tại hạ chẳng qua chỉ là một tu sĩ nguyên anh những người có tu vi cao hơn vương mẫu trong tứ phải có rất nhiều hình như cũng không phải có mỗi mình ta chu vũ thái cười khổ lắc đầu nói vương huynh không nên coi nhẹ chính mình lấy cảnh giới bây giờ của huynh thì chỉ cần một vài năm sẽ đạt tới hóa thần khi đó thì đối với tứ phái của ta mà nói lại có thêm một vị tu sĩ hóa thần đây mới là điểm trọng yếu mà lần này ta đến đây mời vương lâm trầm ngâm một lúc đột nhiên nói vì sao tu sĩ tuyết vực lại muốn khai chiến với liên minh tứ phái chu vũ thái nhìn khối tuyết trong tay trầm mặc trong giây lát rồi cười khổ nói tuyết vực quốc nằm trên chu tức tinh nhưng có vài loại vật tư lại thiếu hút mặc dù như vậy nhưng bọn họ vẫn có thể đạt đến từ cấp tu chân quốc nếu muốn phát triển lên mà có được nhiều quyền lợi hơn tất nhiên trận chiến này sẽ phải xảy ra vương lâm khởi khẽ hắn nhấc bình rượu trong tay lên uống một ngụ bình thản nói chu huỳnh vương mộ không tiễn vẻ mặt chu vũ thái lập tức trầm xuống nhìn vương lâm nói nếu như Vương Huynh gia nhập liên minh tứ phái của ta, có bất cứ yêu cầu gì nằm trong khả năng mà Chu Mộ có thể thỏa mãn thì cứ đưa ra. Vương Huynh, Huynh không muốn cân nhắc lại một chút sao? Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào Chu Vũ Thái. Sau một lúc lâu, Chu Vũ Thái khẽ nhíu mày, nói: Vương Huynh có ý gì? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói: Chu Huynh, chẳng lẽ xe Vương Mỗ là đứa trẻ ba tuổi sao? Chu Tước tinh rất lớn, tu sĩ tuyết vừa không muốn đi xâm lược những tu chân quốc khác, sao cứ phải chọn chỗ này nếu chu huynh không muốn nói rõ ràng tại hạ cũng không muốn hỏi nữa chu vũ thái trầm mặc một lúc sau mới hắn bật cười ha hả không hề cảm thấy xấu hổ mà nhìn thẳng vào vương lâm nói vương huynh cũng đừng trách chuyện này có liên quan đến rất nhiều việc chu mộ tất nhiên không thể tùy tiện nói ra được nói xong hắn ngậm miệng lại không nói nữa rõ ràng đang đợi vương lâm đáp ứng nếu vương lâm đồng ý thì hắn mới nói ra nguyên nhân vương lâm lại rơi vào trầm ngâm đối với sự xâm lược của tu sĩ tuyết vực hắn thật sự chẳng có hứng thú tham gia vào, dù sao đây cũng là cuộc chiến của hai tứ cấp tu chân quốc, một khi tham dự, nếu sự ý, chỉ sợ hắn sẽ bỏ mạng ở đây, còn nữa hắn cũng chẳng thân quen gì với liên minh tứ phái, một khi chiến tranh có gì bất lợi xảy ra, có khả năng hắn sẽ trở thành vật tế cờ, một lúc lâu sau, Vương Lâm ung dung nói, việc này tại hạ cần phải có thời gian suy nghĩ, trước khi tu sĩ tuyết vực đến xâm lược, tại hạ sẽ cho Chu Huỳnh cầu trả lời. Chu Vũ Thái cũng không nghĩ rằng Vương Lâm sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng lúc này vương lâm cũng không đưa ra bất cứ yêu cầu nào nên hắn thấy thì chuyện này sợ rằng đối phương có tám phần là không đồng ý rồi nghĩ đến đây hắn hít một hơi thật sâu đứng thẳng lên ôm quyền nói nếu đã như vậy tại hạ sẽ đợi câu trả lời của vương huynh nói xong hắn lấy ra một miếng ngọc giản từ trong túi chữ vật rồi đặt ở bên cạnh lại nói nếu vương huynh có câu trả lời thì cứ lấy ngọc giản này để truyền âm nói xong hắn lại ôm quyền xoay người rời đi sắc mặt vương lâm từ đầu đến cuối vẫn như thường không có chút biến hóa chu vũ thái cầm lấy áo tơi khi một chân đã bước ra ngoài cửa tiệm hắn dừng lại một chút nhưng không quay đầu lại chậm rãi nói vương huynh huynh có bao giờ nghe nói đến tứ đại tiên môn phong vũ lôi thiên chưa vị trí của tinh cầu chu tước là sát bên vũ chi tiên môn ánh mắt vương lâm đột nhiên lóe lên bốn tiên môn phong vũ lôi thiên ơ trong ký ức của cổ thần đồ ti cũng có nói sơ qua nghe nói bốn cái tiên môn này đã tồn tại từ thời kỳ viễn cổ không ai có thể tìm được nguồn gốc của chúng nhưng có thể khẳng định, bốn tiên môn này chính là cánh cửa để tiến nhập vào cổ tiên giới. Chu Vũ Thái nói xong thì bước đi, hắn mặc áo tơi lên người rồi dần khuất ở phía xa, tuyết ở bên ngoài rơi càng lúc càng nhiều, tiếng gió rít lên, vần vũ khắp trên trời dưới đất. Sau khi Chu Vũ Thái rời khỏi đường lớn, bên cạnh hắn, đột nhiên xuất hiện bốn bóng người mặc đồ đen, bốn người này đi theo phía sau Chu Vũ Thái, thần thức đều quét về phía cửa hàng của Phương Lâm, trong đó, một người có giọng lại như băng lên tiếng. Chu Đạo Hữu, mệnh lệnh của liên minh tứ phái là phải diệt trừ tất cả những kẻ đáng nghi mấy năm gần đây tới lãnh thổ của nước ta vì sao vừa rồi ngươi không ra tay chu vũ thái không quay đầu lại mà cười lạnh nói với tu vi của bốn người các ngươi cho dù có thêm ta chẳng lẽ thật sự có thể diệt trừ được người này sao nếu hắn muốn chạy trốn thì ai có thể ngăn cản được chưa chắc bốn người chúng ta tuy tu vi chỉ là nguyên anh hậu kỳ nhưng nếu như dẫn phát trận pháp thì trừ khi hắn đạt đến hóa thần nếu không chắc chắn sẽ phải chết một người mặc đồ đen ở bên cạnh nói một cách bình thản chu vũ thái cười lạnh vung tay áo nói nếu muốn thì ngươi cứ đi tại hạ không phục bồi người này có thể điều khắc được tam lão bạch vân tông đặc biệt là bức tượng gỗ của thanh tùng sư thúc trong ngoài đều có càn khôn tại hạ cũng không muốn đi tìm chết bốn người áo đen trầm mặc một lúc sau khi nhìn nhau một cái không nói nhiều xoay người đi về phía cửa hàng của vương lâm nụ cười trên mặt chu vũ thái lại càng lạnh lẽo hắn dừng bước xoay người nhìn về phía sau hắn muốn xem bốn tên cuồng vọng đó làm sao đánh được một cường giả sắp hóa thần bọn họ cũng không nghĩ tới việc một khi vương lâm muốn chạy bốn người họ không thể có khả năng bắt được hắn nếu như vậy chẳng khác nào tự rước lấy tai họa về sau đúng là mấy tên ngu ngốc bốn người lập tức lao về phía cửa hàng của vương lâm sát khí tỏa ra nồng nặc vương lâm ngồi trong cửa hàng nhìn bầu rượu trong tay trong lòng than nhẹ một tiếng vài năm gần đây tâm tình của hắn đã hết sức bình thường thật sự cũng không muốn để chết chóc phá hỏng nhưng vương lâm chính là vương lâm 400 năm trước hắn liên tục giết chóc, chẳng qua trong lúc hóa phàm mới thu liễm lại, mà không phải tiêu tan, bốn người kia, lúc này cũng không biết, nếu như cứ cố tình xuất thủ, thì tự tay bọn họ đã thả ra một hung thần ác sát trong vài chục năm qua, chưa xuất thủ giết chết một ai, nhưng bốn người rõ ràng cũng có sự bàn tính từ trước, thân hình mỗi người hóa thành một luồng khói đen, trên nền tuyết trắng, những đám khói đen của bọn họ càng hiện ra rõ ràng, Vương Lâm thầm than, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên hàn quang lạnh lẽo mà đã 30 năm qua chưa từng có ánh mắt đó chỉ thường xuyên xuất hiện trong 400 năm trước của Vương Lâm, mỗi lần xuất hiện là dấu hiệu có người phải chết, lần này cũng không ngoại lệ, tay trái Vương Lâm cầm bầu rượu, uống một ngụm, rồi đứng lên, đi về phía trước một bước, chớp mắt, thân thể hắn đã xuất hiện bên ngoài cửa hàng, lúc này, bốn người mặc đồ đen đã tới rất gần, tia sáng trong mắt Vương Lâm chớp động, đúng lúc này, hắn từ một lão già bình thường vụt biến thành một sát tinh, gió tuyết ở bốn phía chung quanh dường như lại trở nên mạnh hơn nhưng sát khí ẩn bên trong mưa tuyết so sánh với của Vương Lâm lúc này, chênh lệch giống như ngọn lửa so với mặt trời vậy. Hàn kiếm không ra khỏi vỏ, bốn người đồ đen trong nháy mắt đã bao vây chung quanh, bàn tay mỗi người đều bấm một loại pháp quyết kỳ lạ, bốn tiếng quát khẽ từ trong miệng bọn họ vang lên. Ngay sau đó, bốn đạo kiếm quang xanh hồng lam tím từ trong tay bọn họ lấp lánh bay ra, chúng đan xen với nhau tạo thành một lưới kiếm, bao vây Vương Lâm vào bên trong. Vương Lâm uống một hớp rượu lớn, tay phải khẽ điểm lên không, Nhất thời, tuế nguyệt ý cảnh từ chiếc áo màu xanh trên tượng gỗ của một lão già, dưới một chỉ của hắn, tản ra nồng đậm, tốc độ của kiếm khí có thể dùng mắt nhìn thấy được đang nhanh chóng bị kìm hãm, sau khi tốc độ của kiếm khí bị giảm đi, thân thể phương lâm lập tức trở nên mờ mịt như hư vô, hắn sử dụng một tư thế kỳ dị mà biến mất trong lưới kiếm, đến khi xuất hiện, đã ở phía sau một người mặc đồ đen, kiếm ra khỏi vỏ lập tức giết người, cánh tay phải của hắn nhìn thì có vẻ rất chậm nhưng thực tế lại nhanh như tia lửa điện thoáng cái đã đặt lên trên đầu tên mặc đồ đen kia, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, người này liền phun ra một ngụm máu tươi, đứt thở mà chết, cùng lúc đó thì Nguyên Anh nhanh chóng từ trong cơ thể bay ra ngoài, sợ hãi bỏ chạy về phương xa, Vương Lâm cũng không thèm nhìn, trong nháy mắt quay đầu lại, hắn mở to miệng gầm lên một tiếng, trong âm thanh chấn động không gian, trên đầu Vương Lâm hiện ra một đám sương màu đen thôn hồn sử dụng hình thái đó đột nhiên bay ra, sau đó há miệng nuốt gọn Nguyên Anh đang bỏ chạy, gió thuyết bốn phía giờ khắc này cũng có chút chấn động trong chu vi trăm trượng quanh vương lâm chúng đều cố gắng bay vòng qua dường như không dám chọc giận vị sát tinh người mặc đồ đen kia vốn cũng không phải chết đáng lẽ hắn không nên tự tay thả ra một hung tinh đã giết chóc 400 năm nếu hắn biết mà biết điều đó thì nhất định sẽ hối hận ba người còn lại lập tức hoảng sợ không chậm trễ lập tức vỗ vào túi chữ vật mỗi người đều tự lấy ra pháp bảo mạnh nhất của bản thân một người trong số đó cầm trong tay pháp bảo giống như cái ô bất chợt hắn thấy vương lâm khẽ xoay người ánh mắt nhìn về phía mình cặp mắt lạnh lẽo của đối phương lộ ra một tia sắc khí khiến cho hắn cảm thấy ớn lạnh và lúc này hơi lạnh do gió tuyết bốn phía mang tới chẳng thấm vào đâu đối với những người mặc đồ đen ở đây thì hơi lạnh của gió tuyết không bằng một phần vạn ánh mắt của người này hắn như theo bản năng cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi vào cái ô đột nhiên từ cái ô tỏa ra từng đạo ánh sáng màu vàng mỗi tia sáng sống động như những con kim xà bay thẳng về phía vương lâm chúng phát ra những tiếng rít giống như muốn thôn phệ hai người còn lại cũng lần lượt lấy ra pháp bảo nhưng bọn họ không biết, kiếm vốn không ra khỏi vỏ, nhưng một khi đã ra thì phải giết người, giết người rồi lại giết người. Trong mắt Vương Lâm hiện ra vẻ châm biếm, hắn cũng chẳng thèm nhìn những con kim xà đang bay đến, hắn vỗ vào túi chữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cây cờ nhỏ màu đen. Cây cờ hóa thành một làn xương bao phủ khắp bốn phía, từ trong làn xương, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo cấm khí màu đen, nhanh chóng nghiền nát toàn bộ kim xà, lúc này gió tuyết ở bốn phía lại tản ra xa hơn, không dám tiếp cận, cùng lúc này, Vương Lâm khẽ bước về phía trước. Đến lúc xuất hiện đã ở bên cạnh người mặc đồ đen cầm pháp bảo giống như cái ô, tay phải Vương Lâm đã bóp lấy cổ đối phương, khẽ dùng lực, một tiếng rắc vang lên, người mặc đồ đen lập tức đứt thở. "Nguyên Anh Kỳ, ta đã giết rất nhiều, ngươi không phải là người thứ hai." Vương Lâm khẽ than thở, tay phải đột nhiên luồn vào trong bụng người đó, móc ra Nguyên Anh đang hết sức kinh hoàng, Nguyên Anh đang muốn xin tha thứ lập tức lại hét ầm lên, bởi vì Vương Lâm đã nuốt luôn nó, giờ khắc này chỉ còn lại hai người chẳng còn chút ý chí chiến đấu bọn họ lập tức xoay người phóng đi cả hai cố gắng chạy trốn với tố độ nhanh nhất của bản thân như chó nhà tang nhưng bây giờ mới biết chạy thì đã muộn hàn kiếm không rút khỏi vỏ đã ra khỏi vỏ là giết người sau khi giết người lại giết người mười bước giết một người một trong hai người chạy trốn về phía chu vũ thái còn người kia thì chạy về hướng ngược lại ánh mắt vương lâm lạnh lẽo liếc qua chu vũ thái sau đó hắn đi tới một bước hai bước ba bước bốn bước mười bước mười bước giết một người Phương Lâm chỉ cần mười bước để đuổi theo tên mặc đồ đen đang kinh hoàng bỏ chạy, trong mắt hắn lộ ra một tia dị quang, khẽ thở dài, phá hỏng tâm cảnh của ta, chỉ có đường chết, nói xong, hắn vung nhẹ tay phải về phía trước, lập tức cực cảnh hóa thành một tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt, nó đã đuổi kịp rồi chui vào trong cơ thể vị tu sĩ kia, ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp thoát ra, cơ thể người đó run lên, đột nhiên từ trên trời cắm đầu xuống đất, chui sâu vào lớp tiết trước cửa hàng của đại ngưu, nguyên anh của hắn cũng không kịp chạy trốn mà bị cực cảnh hủy diệt. Cực cảnh của Vương Lâm do chưa có được chấn quốc chi bảo của Chu Tước Tinh nên vẫn không thể đột phá, mặc dù nó không thể giết chết được tu sĩ hóa thần, nhưng dư sức đối phó với tu sĩ Nguyên Anh, sau khi giết chết ba người, Vương Lâm xoay người, nhìn về phía Chu Vũ Thái. Mặc dù vẻ mặt Chu Vũ Thái vẫn như thường, nhưng ở phía sau áo tơ của hắn, đã ướt đẫm, thấy ánh mắt Vương Lâm nhìn tới, hắn cũng không chút do dự mà vươn tay phải về phía trước, lập tức cản được người mặc đồ đen lại, tên mặc đồ đen kia kinh hoàng, lạnh lùng nói, Chu Vũ Thái, ngươi muốn làm gì? Chu Vũ Thái thản nhiên nhìn hắn, mỉm cười, khẽ nói: "Bốn người các ngươi chọc giận Vương huynh, Chu mỗ làm sao để các ngươi bỏ chạy được?" Nói xong, tay trái hắn bắt một cái pháp quyết quỷ dị, một luồng sáng màu tím lập tức xuất hiện trong tay. Trong khoảnh khắc, sự khác biệt giữa tu sĩ Nguyên Anh kỳ hậu kỳ với tu sĩ sắp đạt tới hóa thần lập tức đã hiện rõ, tu vi của Chu Vũ Thái chỉ kém Vương Lâm một chút, cũng chỉ là một bước để tiến vào hóa thần, nắm giữ một chút ý cảnh, trong nháy mắt pháp quyết trên tay hắn hiện ra, tu sĩ nguyên anh kia đột nhiên ngẩn ra hắn có cảm giác giống như trở về thời kỳ thiếu niên giống như thấy được sư tôn dẫn mình đi vào trong môn phái tu chân vậy mặc dù hắn biết được tất cả những chuyện này chỉ là ảo ảnh nhưng cảm giác đó lại rất chân thật một cái ý thức không thể chống lại đột nhiên tỏa ra toàn thân còn chưa kịp phản ứng thì tay phải của chu vũ thái đã đặt lên đỉnh đầu hắn mà xuất linh lực người đó lập tức học máu ngã xuống đất chết ngay còn nguyên anh của hắn lại bị chu vũ thái chuộc được giơ về phía vương lâm rồi bóp nát hắn lấy hành động để nói cho vương lâm biết việc này mình không tham dự hơn nữa sau này cũng tuyệt đối không có người nào biết nếu không cũng chẳng phải giết người diệt khẩu vương lâm giết ba người một cách sạch sẽ và gọn gàng khiến cho chu vũ thái phải dương mắt lên nhìn bốn người mặc đồ đen nếu như chỉ có một tên hắn chắc chắn giết chết được cho dù là hai người miễn cưỡng cũng có thể chiến thắng nhưng nếu là ba người thì hắn tối đa cũng chỉ giữ hỏa mà nếu là bốn người thì chỉ có nước bỏ chạy nhưng vương lâm lại có thể giết chết ba người một cách nhẹ nhàng như vậy chu vũ thái không sợ hãi sao được cơ thể vương lâm từ trên không chậm rãi hạ xuống khoảnh khắc khi đáp xuống mặt tuyết thân thể hắn đột nhiên biến thành uể oải từ một sát tinh trở thành một người phàm nhân một người phàm nhân ở vào tuổi xế chiều hắn giơ vạt áo lên rồi cầm lấy bầu rượu sau khi uống một ngụm thì thuận tay ném về phía chu vũ thái sau đó hắn xoay người đi vào trong cửa hàng bây giờ hắn chẳng có gì khác biệt so với một người bình thường chu vũ thái bắt lấy bầu rượu trầm mặc hồi lâu mà sợ hãi nhìn vào nhà phương lâm trong lòng hắn thầm quyết định người này chỉ có thể làm bạn không thể làm địch hắn vung tay áo bốn thi thể mặc áo đen ở trên đường lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán sau đó cơ thể hắn khẽ động nhanh chóng rời khỏi con đường vương lâm từ khi đi ra đến lúc trở về cửa hàng thời gian cũng rất ngắn hơn nữa dưới sự cố gắng của hắn chuyện vừa rồi đám phàm nhân ở chung quanh đều không ai thấy được lúc hắn trở lại cửa hàng ngồi trên cái ghế bên cạnh bếp lò quanh người lập tức tuôn ra luồng khí màu xám hắn vươn hai tay ra đặt ở phía trên bếp lò để sưởi ấm lặng lặng ngồi trong cửa hàng trong đầu nhanh chóng lục lọi lại ký ức của cổ thần đầu tiên dần ra những tin tức có liên quan đến bốn tiên môn phong vũ đôi thiên trở nên rõ ràng trong đầu hắn đúng lúc này có tiếng gió tuyết vang lên ở bên ngoài rồi đột nhiên không gian lại trở nên yên tĩnh cánh cửa tiệm bị một trận gió tuyết đẩy ra kêu lên kẹt kẹt ngay sau đó mùi gà nướng phạt thẳng vào mặt cái lão đầu bị ổi đã lâu không xuất hiện đang ôm lấy người run lên cầm cập bước nhanh vào trong sau khi lão vào nhà thì đưa chân phải đá ra phía sau đóng cửa tiệm lại sau đó lão đi nhanh đến bếp lò bên cạnh vương lâm mở miệng mắng nửa đêm nửa hôm gặp vài thằng nhãi con đánh nhau làm lão ra ta ngủ không được cũng không biết là thằng khốn kiếp nào lại rơi xuống người ta ông đây vất vả lắm mới tìm được một chỗ ngủ thật là xui xẻo vương lâm bật cười vung tay phải trong tay lại có thêm một bầu rượu đưa cho lão đầu lão đầu tiếp nhận lão cười khỉ từ trong ngực lấy ra một phần gà nướng nói vẫn là ngươi tốt con gà nướng này ta chia cho ngươi một nửa nói xong lão nhìn vương lâm thật kỹ trong mắt lộ ra về tán thưởng rồi nói không tệ tu vi của tiểu tử lại tăng mạnh cũng sắp tới hóa thần kỳ rồi ngươi đồng ý khắc tượng gỗ cho ta nhưng nhớ đừng có quên nếu không cho dù ngươi đi tới chân trời góc biển lão nhân ta cũng có thể tìm được ngươi vương lâm cười khẽ nói đã đồng ý chuyện của tiền bối tất nhiên sẽ không quên lão đầu lại xé xuống một cái đùi gà cắn một miếng mập mờ nói tiểu tử liên minh tứ phái gần đây có loạn a nắm bắt thời gian hóa thần đi, nếu không với tu vi của ngươi, ở chỗ này không tìm được lợi ích gì tốt đâu, tận đáy lòng vương lâm khẽ động, nhìn lão đầu, nói, tiền bối biết nguyên nhân liên minh tứ phái rối loạn sao, lão đầu đắc ý ngước cầm lên, quét mắt nhìn vương lâm, nói, tu chân giới này, có chuyện gì mà lão nhân ra đây không biết chứ, không phải vì một thằng nhóc của liên minh tứ phái, không biết vì sao lấy được một cái vũ đỉnh của tu sĩ tuyết vực, tuyết vực quốc tất nhiên sẽ không vui, vậy là muốn chạy đến đoạt lại, chỉ có chút chuyện vậy thôi, vũ đỉnh. Vương Lâm hơi trầm ngâm, đột nhiên nhớ đến hơn 10 năm trước, Chu Vũ Thái và Thái tử có chút xích mích, trong lúc đó cũng nhắc đến Vũ đỉnh. Nói đến cái Vũ đỉnh thì trên thực tế cũng không phải chỉ có một cái, nhưng cụ thể có bao nhiêu cái thì ta cũng không biết rõ, nhưng hễ là người có nó thì vào ngày thiên đạo mở ra có thể đi vào tứ đại tiên môn phong, Vũ, Lôi, Thiên, vì thế mà tranh đoạt mới xảy ra, nhưng người hai bên có tụ lại tranh đoạt cũng vô dụng, một khi thu hút sự chú ý của ngũ cấp và lục cấp tu chân quốc thì thứ này sớm muộn gì cũng trở thành vật của bọn họ lão đầu nhanh chóng gặm xong cái đùi gà lại bẻ cổ gà vừa nhai ngồm ngoằm vừa nói vương lâm có chút trầm ngâm nói nghe đồn tứ đại tiên môn phong vũ lôi thiên đều thông về cổ tiên giới cũng khó trách bọn họ giành nhau lão đầu cười hì hì nói sao tiểu tử động tâm rồi à nhưng cổ tiên nhân đã sớm biến mất trong cuộc chiến ở thời viễn cổ rồi cổ tiên giới bây giờ chỉ là khoảng không mà thôi vương lâm ngẩn người trong ký ức của đồ ti cũng không ghi lại như vậy hắn dè ra một chút nói đều đã chết sao lão đầu lại gặm sạch cổ gà xé xuống một miếng thịt lớn vừa ăn vừa nói tất nhiên đều chết sạch rồi không phải vậy thì ngươi cho là những tu sĩ trên anh biến kỳ vì sao lại vẫn còn ngừng ở đó đó là do không còn chỗ nào có thể đi được nữa tận đáy lòng vương lâm cảm thấy chấn động mặc dù hắn sớm biết tu sĩ thượng cổ đã chết trong một trận đại nạn cho nên mới xuất hiện liên minh tu chân nhưng hắn không nghĩ đến ngay cả tiên nhân của cổ tiên giới cũng đã chết sạch lão đầu nhìn thấy sự kinh hãi của vương lâm thì có chút đắc ý lão ăn hết miếng thịt gà sau khi ở lên một tiếng thì vỗ lên bụng căng tròn lão lại uống một ngụm rượu chui hai tay lên quần áo nói kha kha sợ rồi sao cổ thần đều chết sạch cổ tiên tất nhiên cũng đi tòng hết tu sĩ thượng cổ cũng còn sót lại lác đác kể từ đó lên minh tu chân mới xuất hiện dựa theo phương thức tinh vực mà phát triển vương lâm trầm mặc một chút tiêu hóa hết những câu nói bí mật động trời của lão đầu một lúc lâu sau hắn mới nhướng mày nói đã là như vậy vì sao còn tồn tại tứ đại tiên môn phong vũ lôi thiên chứ lão đầu cười hì hì nói cổ tiên mặc dù đã chết nhưng tiên giới thì vẫn còn chẳng qua ở những chỗ này chỉ còn lại những cơn lốc tàn phá bừa bãi thôi thậm chí toàn bộ cổ tiên giới còn bị chia cắt thành rất nhiều bộ phận tứ đại tiên môn phong vũ lôi thiên chẳng qua chỉ được nối liền với một bộ phận của tiên giới mà thôi nhưng mặc dù như vậy đi đến chỗ này cũng có rất nhiều thứ tốt quan trọng nhất là trong đó có khí tiên giới khí tiên giới sao vẻ mặt phương lâm khẽ động lão đầu có chút cảm xúc mà nhấp một ngụm rượu nói Đúng vậy, cái đó ngon hơn rất nhiều so với cả nướng." Phương Lâm lập tức cười khổ, từ cảnh giới hóa thần đột phá lên anh biến, trừ khi có anh biến đan, nếu không thì nhất định phải hấp thu đủ khí tiên giới, bằng không thì không thể đột phá được. Nếu ở thời kỳ thượng cổ, chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới hóa thần là có thể phi thăng lên tiên giới, sau khi hấp thụ đủ khí tiên giới ở chỗ đó, tất nhiên là có thể tiếp tục tu luyện, nhưng bây giờ thì, ngoại trừ việc mạo hiểm đi tiên giới ra, không còn cách nào khác. Lão già liếm liếm môi, nói: Vương Lâm trầm mặc một lúc, mỉm cười, nói, nếu nói như vậy thì Vũ Đỉnh thật sự có chút giá trị để tranh đoạt, nhất là những tu sĩ hóa thần, bất kể là muốn tăng tu vi của bản thân hay là tăng cấp bậc của quốc gia cũng đều nhất định phải có nó, không biết ba cái đỉnh khác có xuất hiện không. Lão đầu cầm lấy bầu rượu, uống một hớp lớn, nói, bốn cái đỉnh phong, vũ, lôi, thiên cứ sau nhiều năm, sẽ xuất hiện giữa trời đất, người đoạt được, tất nhiên sẽ có cơ hội vô cùng lớn, tứ đại tiên môn, gần như bao phủ vào bên trong toàn bộ lãnh thổ liên minh tu chân các tinh cầu tu chân có khoảng cách gần với tiên môn tất nhiên sẽ có cơ hội xuất hiện đỉnh giống như tất cả tinh vực ở những vùng lân cận chu tước tình đều sẽ xuất hiện vũ đỉnh sau một thời gian rất lâu sẽ có vũ đỉnh xuất hiện lão đầu liếc mắt nhìn vương lâm nói một cách nhàn nhã ánh mắt vương lâm bình tĩnh chậm rãi nói ngày thiên đạo mở ra là sao lão đầu cười ha ha nói thế nào động tâm rồi sao thật ra với tu vi của ngươi đi vào trong tiên môn tuy có nguy hiểm nhưng chỉ cần cẩn thận chút là được cũng khỏi cần lo lắng quá mức tất nhiên trong tiên môn đối với thực lực có hạn chế rất lớn tu vi càng cao thì gò bó càng lớn phương lâm ngẩng đầu nhìn lão già nói vì sao lại như vậy lão đầu cầm lấy bầu rượu dốc hết những giọt cuối cùng ở bên trong rồi liếm liếm môi nói cổ tiên giới đã bị phá tan thành rất nhiều mảnh nhỏ thiên địa pháp tắc trong đó hoàn toàn hỗn loạn đó mới là nhân tố quyết định nếu như bên trong xuất hiện làn sóng pháp lực của hóa thần hậu kỳ thì một số mảnh nhỏ của tiên giới sẽ lập tức đổ sụp xuống. Tất nhiên nếu căn cứ vào độ lớn nhỏ của những mảnh vỡ tiên giới thì cũng còn một số nơi có thể chịu đựng được những ba động pháp lực với cấp độ cao hơn. Cho nên nếu là những tu sĩ có tu vi cao thâm thì sau khi tiến vào, chỉ cần không phải muốn tự sát đều đem pháp lực ba động hạn chế ở mức hóa thần khi. Vương Lâm trầm mặc, trong lòng có rất nhiều câu hỏi. Sau một lúc thật lâu, hắn mới ngẩng lên nhìn lão đầu, nói, đêm khuya tiền bối tới chơi, sợ rằng cũng không phải chỉ để nói với vãn bối chuyện này phải không. Lão đầu cười khà khà, trong nụ cười có một chút gì đó bị ổi, lão nói, tiểu tử, lão nhân gia ta đến đây là muốn nói cho ngươi biết ta phải đi, trước khi đi ngươi phải điêu khắc cho ta một cái tượng gỗ, ta sẽ đưa nó cho tiểu thúy của hồng phấn lâu, để khi nào nàng nhớ đến ta thì có thể dùng vật để nhớ người, ôi, đàn ông khôi ngô tuấn tú như ta chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đẹp nhớ nhung, nói xong, lão còn tỏ vẻ bùi ngùi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý khó có thể che giấu. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang Vương Lâm, rõ ràng là lão đang đợi vương lâm khen ngợi vài câu vương lâm lại trầm mặc một hồi lâu sau đó cầm lấy một cây gỗ hắn trụ ngón tay tạo thành đao nhanh chóng chạm trổ trên mặt gỗ nhưng hắn vừa mới khắc được chút tổng thể thì lão đầu lại hơi nhẹ một tiếng có chút bất mãn nói không cần quần áo ngón tay vương lâm ngừng lại rồi cười khổ sau khi do dự một chút hắn khẽ vuốt tay phải lên mặt khúc gỗ sau đó điêu khắc lại từ đầu lúc này ngón tay hắn nhanh như gió không mất bao lâu một lão già gầy dơ xương giống như một con khỉ được khắc thành tượng trên bức tượng gỗ ngoại trừ ý cảnh cuồng bạo tàn sát bừa bãi không được thể hiện ra còn lại căn bản so với lão già hoàn toàn giống có cảm giác sống động như thật thậm chí ngay cả những nếp nhăn trên mặt cũng chẳng có gì khác biệt lão đầu lập tức chộp lấy cầm trong tay nhìn cả nửa ngày đầu lông mày ngày càng nhíu lại cuối cùng trừng mắt nói đây là ý gì chứ không giống chẳng giống một chút nào chẳng lẽ trong mắt ngươi thì lão già ta có hình dạng này sao người khác không phải là ta mà là một con khỉ ngươi biết con khỉ không Nói xong, lão đầu ném bức tượng gỗ sang một bên, rồi lại nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói rõ ràng từng chữ. Không giống, lúc này trong mắt lão già không phải lộ ra vẻ đùa giỡn, mà lại nghiêm túc, trong đó thậm chí còn hiện lên chút điên cuồng. Vương Lâm lập tức phát hiện ra điểm dị thường, linh lực ở trong trời đất, và lúc này dường như đang biến hóa theo một quy luật nào đó, trong lòng cảm giác được một tia nguy hiểm đột nhiên xuất hiện, đối với tu vi của lão đầu, mấy chục năm gần đây trong lòng Vương Lâm vẫn có suy đoán nhưng lúc này hắn lại nâng cao đánh giá của mình với tu vi của lão. Hắn nhìn lão đầu rồi cầm lấy một khúc gỗ, lần này tay phải hắn vung lên như gió với tốc độ gấp đôi lúc nãy, cuối cùng thì một bức tượng khác một người anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng đã xong, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh có thần. Nói là tuyệt thế Mỹ Nam cũng không có gì quá đáng, chẳng qua thì hình tượng của lão đầu lại khác rất xa, chỉ cần không phải kẻ mù, cũng có thể từ mặt này nhìn ra được, tượng gỗ và lão đầu tuyệt đối không phải là một người. Bức tượng vừa mới khắc xong, lại bị lão đầu chụp lấy, lão nhìn chằm chằm vào bức tượng, hai mắt tỏa sáng, cười ha ha nói, không sai, đây mới chính là ta, tốt, rất giống, tiểu tử, người khác rất tuyệt, cái pháp bảo mũ dâm kia, ta để lai like cho ngươi dùng một thời gian là được rồi, lão đầu thích trí nhìn tượng gỗ, sau khi nhét vào ngực, nhìn vương lâm một cách tán thưởng, nói, sau này cứ khắc như vậy là được, nhất định phải là thật nhé, đúng không, pho tượng của ngươi, tuy vẫn còn vài chỗ thua kém đối với hình tượng của lão nhân ra bây giờ, nhưng tranh lệch cũng không lớn, hoàn toàn có thể bỏ qua được hơn nữa bức tượng này khá giống ta hồi còn trẻ lão đầu nói xong thì đứng thẳng người lên vừa muốn rời đi đột nhiên quay đầu lại nói còn 99 cái tượng gỗ để đến khi ngươi hóa thần nhưng cũng đừng quên dù ngươi có chạy đi đâu lão nhân gia ta cũng có thể tìm được nhìn theo lão đầu tính tình cổ quái đi khỏi vương lâm cầm lấy bức tượng lão đầu được khắc đầu tiên nhìn thoáng qua rồi mỉm cười sau đó hắn thuận tay đặt nó lên trên tủ chuyện tiên môn và lúc này vương lâm cũng không muốn tham dự nếu chưa đạt đến hóa thần cũng không có hy vọng để đi một chuyến. Nói tới bây giờ vẫn còn quá sớm. Về cuộc chiến của liên minh tứ phái và tu sĩ tuyết vực, Vương Lâm suy nghĩ một lúc rồi quyết định không tham dự. Chuyện này phạm vi liên quan rất rộng, nếu có chút sơ suất thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy cuộc sống của Vương Lâm cũng trở lại vậy in à. Trận tuyết lớn trên toàn bộ liên minh tứ phái, mãi đến một tháng sau mới dần ít đi. Ánh sáng pháp bảo của tu sĩ trên bầu trời lại càng nhiều. Chốc chốc lại nhìn thấy một tu sĩ dường như đang sửa chữa cái gì đó. Vương Lâm quan sát một lúc, rồi khẳng định được rằng đám tu sĩ này đang tạo thành một trận pháp trận pháp được sắp xếp trên không có tác dụng ngăn cản tuyết rơi xuống cùng lúc đó trừ những người đang loay hoay với trận pháp trên bầu trời ra một số lượng lớn tu sĩ của các môn phái và gia tộc tu chân đã bắt đầu đi vào các thành trì và đồng bằng công việc của bọn họ là quét sạch tuyết lấy pháp lực để dọn tuyết thì hiệu quả rất thấp những bông tuyết đối với pháp lực dao động có sự mẫn cảm kỳ diệu vì vậy những tu sĩ này phải dùng cơ thể mà đã từ lâu rồi chưa hoạt động mạnh như vậy để bắt đầu dọn tuyết, nếu tu sĩ đã hành động, người bình thường tất nhiên cũng sẽ không được nhàn rỗi. Hoàng đế thường nhân trong lãnh thổ liên minh tứ phái, rõ ràng đã nhận được ý chỉ của tiên trưởng, vì vậy một số lượng lớn quân sĩ phàm nhân bắt đầu xông ra dọn tuyết. Vì lãnh thổ liên minh tứ phái rất lớn, nên không chỉ quân đội của phàm nhân phải dọn tuyết, cho dù dân chúng ở trong tất cả thành trì cũng bị bắt buộc phải đi dọn dẹp, đại ngưu cũng là một trong số đó, những lão ra vào tuổi xế chiều cũng không tránh khỏi chuyện này, nhưng tên vương gia vẫn hiếu kính với hắn đã ra lệnh, nên cũng chẳng ai dám đến làm phiền Vương Lâm, công việc dọn dẹp tuyết cứ liên tục trong mấy tháng, Đại Ngưu đã bị bắt đi phương nam, tất cả thành trì trong lãnh thổ Liên Minh Tứ Phái hoàn toàn yên ắng, trừ một số người có thân phận cao quý, tất cả mọi người đều bị bắt ra biên giới để dọn tuyết, trong đợt dọn tuyết này, mặc kệ phụ nữ và trẻ em, cũng bị cưỡng bức phải đi, trước khi Đại Ngưu đi, Vương Lâm dựa vào tình cảm hơn 30 năm, đưa cho hắn một tấm gỗ điêu khắc nhỏ, để hắn đeo lên người đề phòng chuyện không may còn vợ của hắn vương lâm cũng tặng cho một miếng gỗ giống như vậy tác dụng của miếng gỗ là tỏa ra hơi ấm để đề phòng cơ thể bị đông cứng đợt này vốn là giai đoạn chiến đấu của tu sĩ người bình thường trong liên minh tứ phái là nhóm người đầu tiên chịu khổ nhưng phàm nhân thậm chí còn không biết nguyên nhân tuyết rơi bọn họ chỉ vì không muốn quê hương mình chịu nạn tuyết mà đành phải đạp chân tiến vào trong gió tuyết vô tình toàn bộ liên minh tứ phái mỗi một đoạn tuyết lại được đắp lên tạo thành một ngọn núi lớn tất cả tuyết đều bị xếp đóng trên những ngọn núi đó sau đó nó lại được một số tu sĩ sử dụng thần thông động tay vào khiến cho độ cao lại dần tăng tất cả hoa màu trong ruộng đồng đều bị tuyết bao phủ nên chẳng thể thu hoạch lấy một hạt mỗi ngày đều có rất nhiều phàm nhân bị chết cóng mỗi ngày đều có một số ngôi nhà bị tuyết đè sập đây là một tai họa một buổi sáng vương lâm đi ra ngoài cửa hàng nhìn thấy tuyết ở trên mặt đất mặc dù được dọn sạch nhưng bông tuyết vẫn còn rơi trên đường trên bầu trời gió tuyết tuy đã bớt đi nhưng vẫn còn mấy ngày trước chu vũ thái lại sử dụng ngọc giản mục đích của hắn cũng không có gì khác ngoài mời vương lâm gia nhập vào liên minh tứ phái rồi đem tất cả những hành động đang được tiến hành vào một số chuyện bí mật động trời trong những ngày gần đây của liên minh tứ phái nói hết ra qua đợt dọn tuyết trên toàn quốc tuyết đọng trên lãnh thổ liên minh tứ phái đã giảm đi rất nhiều nhưng lại tạo ra rất nhiều ngọn núi tuyết chọc thẳng vào tầng mây trừ lần đó ra thì tất cả tu sĩ trên lãnh thổ nhận được lời mời của liên minh tứ phái đều sôi nổi gia nhập cùng nhau chống lại cuộc đại chiến kế tiếp nhưng chu vũ thái cũng đưa ra điểm nghi hoặc dựa theo thông lệ của tu sĩ tuyết phực ngày xưa thì bọn tuyệt đối không làm ra chuyện giống bây giờ khiến cho tuyết rơi xuống liên tục mấy tháng bình thường bọn họ chỉ để tuyết rơi 10 ngày sau đó sẽ tấn công bởi vì trong lúc tu sĩ chiến đấu đều cố gắng kiểm chế không được quấy nhiễu đến phàm nhân bởi đây là quy định của chu tước quốc nhưng bây giờ đã qua 4 tháng mà gió tuyết trên bầu trời lại không giảm bớt chút nào chẳng qua nó bị trận pháp che lại mà thôi hiện tượng này chỉ có một loại giải thích duy nhất chu vũ thái từ trong ngọc giản lão âu nói cho hắn biết tu sĩ tuyết vực muốn tiêu diệt cả nền móng của liên minh tử phái tiến hành cuộc chiến diệt quốc những cuộc chiếc diệt quốc trên chu tức tình rất hiếm gặp dù sao cũng có sự can thiệp của lục cấp tu chân quốc chu tức quốc nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra loại chiến tranh này trong sách cổ của liên minh tứ phái có ghi lại tổng cộng 4 lần xảy ra chiến tranh diệt quốc trên chu tức tinh loại chiến tranh này có 3 lần nổ ra ở tứ cấp tu chân quốc một lần xảy ra ở ngũ cấp tu chân quốc nhưng không hề có ngoại lệ hễ là chiến tranh diệt quốc thì ở phía sau đều có bóng dáng của chu tước quốc Nói cách khác thì sự kiện lần này có thể do tu sĩ tuyết vực không dám lấy đủ loại phương pháp để đánh động Chu Tước Quốc, mà chỉ âm thầm tiến hành cuộc chiến tuyệt hậu. Sau khi Chu Vũ Thái lo lắng phân tích, Vương Lâm trầm ngâm một hồi lâu. Liên minh tứ phái không phải là quê hương, nhưng hắn đã sống trên con đường ở kinh thành này cũng đã hơn 30 năm. Lúc này hắn đứng bên ngoài cửa hàng, nhìn những bông tuyết bay đầy trời, rồi than nhẹ một tiếng. Câu nói cuối cùng Chu Vũ Thái qua truyền âm ngọc giản để tra xét hành động lần này của Tuyết Vực Quốc, phải thật sự có thái độ diệt quốc hay không? Liên Minh tứ phái đã phái ra mấy nhóm tu sĩ, đồng thời đi về mấy cái tứ cấp tu chân quốc ở xung quanh để tìm Minh Hữu. Cùng lúc đó cũng đi đến ngũ cấp tu chân quốc mà mình phụ thuộc để tìm viện binh. Nhóm người cuối cùng lại đi chu tước quốc để dò xét sự thật. Đến ngày phát ra ngọc giản, ba nhóm người trừ nhóm đi đến chu tước quốc, tất cả đều quay trở về. Nhưng đáp án lại làm cho tất cả mọi người trên liên minh tứ phái trầm mặc. Minh Hữu lắng riêng ở bốn phía, phần lớn đều khách sáo nghênh đón người của tứ phái, nhưng lại im mặt chẳng đề cập đến chuyện tham chiến thậm chí còn có một số nước rất khoát đóng cửa lánh đi không gặp. Cuối cùng từ trong miệng của một nước minh hữu láng giềng có mấy đời giao hảo, vì đồng tình mà mơ hồ nói ra, việc này ngũ cấp tu chân quốc tương ứng đã chuyển lệnh xuống, cấm không được tham dự vào, nhóm tu sĩ khác được phái đi ngũ cấp tu chân quốc tương ứng của liên minh tứ phái, đều vác bộ mặt u ám. Tin tức mà bọn họ đưa về nói Vũ Đình khỏi cần nộp lên trên, việc này ngũ cấp tu chân quốc không tham dự, cuối cùng tổ tu sĩ đó phải trả một giá đắt, mới từ trong miệng một tu sĩ anh biến kỳ ở ngũ cấp tu chân quốc, lấy được một cái tin tức làm cho bọn họ kinh hoàng, tu sĩ Tuyết vực xuất hiện một người con gái có tư chất kinh người, mặc dù là Chu Tước Quốc cũng phải lắc mắt, nàng chỉ cần thời gian 100 năm đã đứng trên đỉnh hóa thần hậu kỳ, là một người có tư chất nhất trong vạn năm nay ở Chu Tước Tinh, nếu mà như vậy thì cũng còn đỡ, nhưng tu luyện 100 năm nàng chưa bao giờ ăn bất kỳ một loại đan dược nào, kể từ đó lại càng được người ta chú ý tới và làm cho kẻ khác phải kinh hãi, Chu Tước Quốc vì chuyện này đã phái tu sĩ ra đi đến điều tra, cuối cùng khẳng định chuyện này là thật vì vậy mới long trọng mời nàng gia nhập vào chu tước quốc chuyện này ở chu tước tinh cũng không phải là hiếm thường những người có tư chất cực cao khi tỏa sáng là lúc được chu tước quốc chú ý kéo về làm tu sĩ nước mình chẳng qua những người này khi được gia nhập vào chu tước quốc thì thân phận và địa vị cũng không phải là quá cao nhưng đối với cô gái trẻ ở tuyết vực chu tước quốc lại bất chấp tất cả mà cấp cho một thân phận cực cao chu tước quốc làm vậy là muốn đi lên sau vô số năm không có tiến bộ tranh thủ đạt đến thất cấp tu chân quốc nhưng muốn đạt đến thất cấp ngoài việc tu vi của tu sĩ phải đạt đến một tầng cao hơn, còn cần một loạt những hành động chuẩn bị khác của bọn họ, mức độ khó khăn có thể nói là rất cao. Trước mặt thì Chu Tức Quốc ngay cả yêu cầu đầu tiên cũng chưa đạt được, cho nên đối với loại người thiên tư cao như vậy xuất hiện trên Chu Tức Tinh, tất nhiên được chú ý tới một cách đặc biệt, mà người con gái tuyết vực này với thiên tư của bản thân đã đạt đến cảnh giới làm kẻ khác phải tức lộn ruột. Kể từ đó Chu Tức Quốc nhất định phải có nàng cho bằng được, nàng ta đồng ý gia nhập vào Chu Tức Quốc chỉ với một yêu cầu là để cho tuyết vực quốc tăng lên tới ngũ cấp đồng thời cũng phải để cho họ rời khỏi tuyết vực lạnh lẽo kia chọn một quốc gia trên chu tước tinh là nền móng đúng lúc này trong lãnh thổ liên minh tứ phái xuất hiện vũ đỉnh mà vũ đỉnh này theo phân tích cuối cùng lại là vật thuộc về một tu sĩ tuyết vực quốc vì vậy mới có cuộc chiến này liên minh tứ phái có thể nói là trong một trận chiến tranh đoạt vũ đỉnh bị tuyết vực quốc nhìn chúng đã chọn chỗ này làm nền móng mới cho tuyết vực còn cái vũ đỉnh kia vì sao xuất hiện ở liên minh tứ phái vì sao lại xuất hiện trong tay thái tử sau khi liên minh tứ phái phân tích đã cho rằng đây là một âm mưu chẳng qua nếu bây giờ phủ nhận âm mưu này cũng không cải biến được hiện thực tin tức này sau khi được nhóm tu sĩ kia mang trở về đã làm rung động toàn bộ liên minh tứ phái ngọc giản của chu vũ thái vương lâm đã xem qua toàn bộ nội dung của nó khiến cho tâm tình của hắn có chút nặng nề hắn không nghĩ tới trong cuộc chiến tranh đơn giản tranh giành vũ đỉnh bên trong lại ẩn tàng một tin tức kinh người như vậy hắn nhìn những cửa hàng trên phố gần như là trống rỗng trong lòng có chút cảm xúc Mấy tháng trước trên con đường này người qua kẻ lại vẫn nhộn nhịp, cửa hàng ở khắp bốn phía mỗi sáng khi mở cửa đều cực kỳ náo nhiệt, nhưng bây giờ bởi vì cuộc chiến giữa hai quốc gia, những con người bình thường đã bị ảnh hưởng rất lớn. Vương Lâm than nhẹ, vào giờ phút này, hắn rất xúc động, phàm nhân trong mắt tu sĩ còn thua cả con kiến, nhưng những tu sĩ này cũng không quên, xuất thân của bọn họ cũng đều từ những người bình thường, Vương Lâm không có biện pháp nào để ngăn cản chuyện này xảy ra, hắn cũng không muốn tham dự vào. Đại Đạo Vô Tình, sau khi cảm nhận được luân hồi thiên đạo, tâm tình lặng lẽ không một hơi thở của vương lâm đã có biến đổi hắn nhìn con đường khẽ nói nên đi rồi làm xong một bước cuối cùng thì rời khỏi chỗ này được rồi nói xong hắn lắc đầu xoay người nhẹ nhàng đóng cửa hàng lại sau đó hắn chắp tay sau lưng mặc áo bông thật dày đội nón ra đi về phương xa dần dần hình bóng của hắn đã trở nên mờ ảo cuối cùng biến mất giữa trời đất đầy tuyết thân thể vương lâm ở trên trời có vẻ chậm chạp nhưng thực tế lại cực nhanh trong lúc hắn phi hành trên đường đi nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đang qua lại như thoi vẻ mặt người nào cũng âm trầm giống như bầu trời đầy gió tuyết giống như một tảng đá lớn đặt trong lòng mỗi người bọn họ thậm chí giữa hai bên cũng rất ít khi nói chuyện với nhau mặc dù là người quen lúc dẹt ngang qua nhau cũng chỉ khẽ gật đầu mà thôi vương lâm phi hành một hồi lâu mới đến chỗ cực đông của liên minh tư phái chỗ này năm đó là một cánh rừng rậm rạp nhưng bây giờ nơi đây cũng chẳng còn một thân cây nào mà chỉ nhìn thấy một cánh đồng tuyết trắng cánh đồng tuyết này so với khoảng trống đã được dọn sạch tuyết ở bên cạnh thì giống như một dãy núi khổng lồ từng trận gió lạnh từ trong cánh đồng tuyết bay ra mang theo vẻ tuyệt vọng vương lâm lặng lặng đứng ở trên không nhìn xuống cánh đồng tuyết ở phía dưới sau một hồi trầm mặc cuối cùng hắn mới than nhẹ một tiếng hai tay bắt pháp quyết nhanh chóng biến hóa một ngọn gió lạ lập tức xuất hiện rồi thổi qua cánh đồng tuyết sinh ra những tiếng rít thê lương trong khoảnh khắc giữa đất trời như tràn ngập những tiếng khóc than tuyết vẫn rơi gió vẫn thổi giống như đạo trời mênh mông hư vô, vĩnh viễn không có bờ bến. Chẳng qua những bông tuyết này có chút quỷ dị, những ngọn gió tuy mạnh nhưng không thổi đi được những lớp tuyết, cũng may mà mục đích của Vương Lâm không phải dọn dẹp sạch đám tuyết để lộ ra khu rừng, trên mặt Vương Lâm không có chút lo lắng nào, hắn lặng lặng đứng ở trên bầu trời với ánh mắt bình tĩnh, dần dần trên cánh đồng tuyết xuất hiện một cơn lốc xoáy nhỏ có chu vi trên trăm trượng, cơn lốc đi qua lớp tuyết đạo, chậm rãi quét sạch mọi thứ sang hai bên. Vương Lâm đứng thật lâu trên không khiến một số tu sĩ bay qua bầu trời, dần dần cũng có người chú ý tới hắn, cuối cùng thì cơn lốc trên cánh đồng tuyết càng lúc càng lớn, tạo thành một hố sâu khổng lồ, bên dưới cái hố có rất nhiều thân gỗ, Vương Lâm nhìn thoáng qua, thu pháp quyết trong tay lại, lập tức hạ xuống rơi vào trong lốc xoáy, trong phạm vi trăm trượng có rất nhiều thân cây khô, những thứ này là vật liệu để hắn tiến hành điêu khắc, hơn 30 năm trước hắn lấy gỗ ở đây cũng chỉ đủ đến lúc này, nhưng số gỗ đó cũng không thể đáp ứng nổi một lần điêu khắc cuối cùng trước khi đi vì vậy hắn mới vượt qua ngàn dặm để đến đây tìm gỗ loại gỗ vương lâm dùng để khắc tượng lúc này có yêu cầu rất khắt khe điều kiện tốt nhất phải là những thân gỗ trên trăm tuổi trở lên tất nhiên nếu có những cây nghìn năm tuổi thì hiệu quả sẽ càng lớn đáng tiếc trên vùng đất bị băng tuyết bao phủ này muốn tìm được những vật liệu gỗ có đẳng cấp cao thật giống như mò kim đáy biển trong cơn lốc xoáy phương lâm đảo thần thức qua tập trung vào một số cây sau đó hắn bẻ gãy rồi bỏ vào trong túi chữ vật một lúc lâu sau hắn lại bay lên lần nữa sau đó lại thi triển pháp thuật ở vị trí bên cạnh, dần dần cả trăm cơn lốc xoáy lớn nhỏ xuất hiện, lượng gỗ trong túi chữ vật của Vương Lâm càng ngày càng nhiều, quá trình này cứ liên tục diễn ra trong 7 ngày, trong 7 ngày này khắp bình nguyên đã bị dọn dẹp sạch sẽ, sau khi kiếm đủ vật liệu, Vương Lâm nhìn lại nơi đây một cái, rồi xoay người bỏ đi, trong 7 ngày, những hành động của hắn đã bị những tu sĩ ở lân cận phát hiện, việc này truyền đến tai liên minh tứ phái, khiến cho có người chạy đến kiểm tra, nhưng sau khi nhìn thấy tu vi của Vương Lâm, thì lập tức trở nên cung kính cuối cùng chu vũ thái biết được chuyện này hắn lập tức sử dụng chức quyền trong tay dìm chuyện này xuống đồng thời sau một lúc trầm ngâm đã tự mình dẫn người đến chỗ này cũng chẳng nói gì mà lặng lẽ giúp đỡ nếu không chỉ 7 ngày căn bản cũng không đủ để vương lâm thu thập đủ số lượng gỗ cũng không thể dọn dẹp sạch toàn bộ cánh đồng tuyết này được trước khi rời đi chu vũ thái cũng không mời vương lâm gia nhập từ phái hắn chỉ cay đắng ôm quyền xoay mình dẫn người rời khỏi chu vũ thái biết rõ liên minh từ phái đã đi đến bước đường cùng rồi vào giờ khác này kêu người ta gia nhập giống như kéo họ vào chỗ chết thậm chí ngay cả hắn cũng vì con đường của mình mà phải suy nghĩ cẩn thận lại vương lâm gật đầu với chu vũ thái rồi rời khỏi chỗ này hắn đi một mạch không dừng lại về thẳng đến cửa hàng trong kinh thành một lúc sau khi hắn tới bên ngoài ngoài kinh thành thân thể hắn liền lóe lên rồi biến mất đến khi xuất hiện đã ở bên trong cửa hàng hắn hít một hơi thật sâu đưa mắt nhìn qua bốn phía sau đó hắn ngồi trên ghế vung tay trái lên lấy ra một khúc gỗ mà bên trên vẫn còn bám một chút tuyết ngón trỏ và ngón giữa tay phải khép lại bắt đầu điêu khắc đây là đợt chuẩn bị lâu nhất cho một lần điêu khắc lần này hắn không chỉ khắc một bức tượng mà là rất nhiều danh giới cuối cùng khi vương lâm hóa phàm đã đi đến con đường cuối cùng hắn chuẩn bị lấy lần khắc gỗ cuối cùng này để tranh thủ cho tu vi của mình đạt đến hóa thần cho dù thất bại cũng có thể làm cho tâm cảnh nâng lên một bước như vậy khoảng cách của hắn đến hóa thần sẽ ngày càng gần thậm chí chỉ cần hiểu được thiên đạo là có thể đạt đến hóa thần hắn chuẩn bị điêu khắc từng người bị giết từ khi hắn bắt đầu tu đạo đến lúc hóa phàm, từng người một, chuẩn xác mà nói, người đầu tiên Vương Lâm giết chết chính là sư phụ hắn, Tôn Đại Trụ, tay hắn nâng lên hạ xuống, chẳng bao lâu sau, tượng gỗ đã thành hình, Tôn Đại Trụ trước khi chết một khắc, vẻ mặt mang theo nỗi sợ hãi và tuyệt vọng hoàn toàn được thể hiện trên bức tượng, nhìn bức tượng gỗ khắc Tôn Đại Trụ, đáy lòng Vương Lâm vô cùng bình thản, năm đó nếu không vì Tôn Đại Trụ tham lam hồ lô trên người hắn, cũng không chắc hắn sẽ gặp kết cục mất mạng nhân quả tuần hoàn có sinh phải có tử người được hắn điều khắc thứ hai là một na tử trung niên ánh mắt người này có một vẻ khát máu thoạt nhìn trông cực kỳ không tốt lúc này tay phải hắn đang cầm một thanh phi kiếm thanh phi kiếm này ẩn hiện hàn mang một cỗ sát khí tỏa ra khắp không gian hắn đúng là kẻ thứ hai bị vương lâm giết sư phụ của trương hổ đệ tử của tức mặc lão nhân ngày đó người này sinh sát y với vương lâm nhưng cuối cùng lại thành vong hồn thứ hai trong tay hắn liếc nhìn tượng gỗ một cái vương lâm ném ra một bên tiếp tục điêu khắc một khúc gỗ khác người thứ ba này là một nam tử trẻ tuổi hắn chính là kẻ đuổi giết vương lâm năm đó đằng lệ nhớ tới đằng lệ tâm cảnh của vương lâm hơi gợn sóng nhưng rất nhanh liền khôi phục sự bình thản nhân quả với đằng lệ quanh quẩn hồi lâu trong đầu vương lâm một lúc sau ngón tay hắn như đào khắc nhanh chóng khắc lên trên khúc gỗ sau thời gian nửa nén hương tượng điêu khắc đằng lệ đã thành hình tướng mạo người này hơi anh tuấn trên mặt lại có vẻ kiêu ngạo tay phải hắn bắt quyết sắc mặt âm trầm trong đó ẩn giấu vẻ tham lam Quay miệng hắn nhếch lên, thậm chí đã lộ ra vẻ mỉm cười, chẳng qua nụ cười này đã trở thành quá khứ, mất đi lâu lắm rồi, mất đi cùng với nó còn có cả huyết mạch tăng ra, những bức tượng khắc gỗ này sau khi được Vương Lâm điều khắc xong liền bị vứt sang một bên, dần dần tượng khắc gỗ trên mặt đất ngày càng nhiều, một tia sát khí lúc đầu như có như không, sau đó nồng đậm dần lên, lượng tượng gỗ ngày càng nhiều sát khí trong cửa hàng lại càng nồng đậm, lúc này nếu có tu sĩ đi qua nơi này sẽ có thể thấy rõ ràng phía trước cửa hàng của Vương Lâm trừ gió tuyết ra còn có một tầng hàn băng, Vương Lâm đối với việc này coi như không thấy, hắn đắm chìm trong ký ức của bản thân, đem tất cả những vong hồn có thể nhớ tới điều khắc ra, dần dần, Vương Lâm quên cả việc mình đang điều khắc, hắn hoàn toàn đắm chìm vào trong hồi ức, nhân sinh 400 năm qua giống như là một cuộc đời khác, từ từ tái hiện trong đầu hắn, từ khi còn là thiếu niên, tiến vào hàng nhạc phái, bên trong hàng nhạc phái, từ chất hắn không đủ, tu luyện chậm chạp, mãi cho tới khi có được không gian nghịch thiên, Cuối cùng Tư Đồn Nam xuất hiện, rồi hàng Nhạc phái Vị Huyền Đạo Tông đuổi đi. Sau đó hắn rời khỏi hàng Nhạc phái, một mình tu luyện, gặp cỡ Trương Hổ, giết sư phụ hắn, tới Đằng Gia Thành, không ngờ gặp Đằng Lệ. Mọi việc diễn ra, sau đó chia tay Trương Hổ cho tới bây giờ, không rõ hắn sinh tử ra sao. Đằng Lệ đuổi giết hắn, cuối cùng chết dưới tay hắn. Từ đó trở đi một đường tranh đấu, thi âm tông, quyết minh cốc, sau đó là một hồi sấm sét, hoàn toàn thay đổi cả cuộc đời hắn. Cha mẹ chết đi, biểu tình dữ tợn của đàng Hóa Nguyên khiến hắn cuối cùng nhục thân nát vụn, dưới sự hỗ trợ của tư đồ nam trốn vào vực ngoại chiến trường. Nhờ đó mới có 400 năm giết chóc, vì đề cao tu vi, vì để trở về báo thù, hắn không tiếc bất cứ giá nào khiến tu vi mình tăng tiến, khiến mình trở nên vô tình, tuyệt tình, thậm chí là máu lạnh, hỏa phần quốc, tu ma hải, nơi của cổ thần, những ký ức này lần lượt hiện lên trong đầu vương lâm, vạn ma bách nhật chu sát lệnh, lần đó cũng là một lần ngoài đằng ra mà hắn giết rất nhiều người, còn ở nơi của cổ thần, ấn tượng của vương lâm với đám người mạnh đa tử có thể nói là khắc cốt ghi tâm khó có thể quên nhiều năm ở nơi của cổ thần cả người hắn lột xác dù là tâm thần hay thân thể cũng đều biến đổi hoàn toàn nhưng cũng ở nơi đó nguy cơ cực kỳ to lớn chỉ không cẩn trọng một chút là sẽ không thể thoát ra sau đó là kết anh tại sở quốc gặp lại lý mộ uyển kết anh thành công xong rốt cục hắn có thể triển khai kế hoạch báo thù sau 400 năm chờ đợi tại triệu quốc hễ là người có huyết mạch đăng ra toàn bộ đều chết trong tay vương lâm những điều này đều là nhân quả ẩn oán tay vương lâm không hề dừng lại tường gỗ nhanh chóng thành hình tay hắn càng lúc càng nhanh chỉ thấy một loạt tàn ảnh hình ảnh của ký ức trong đầu hắn cũng trôi qua càng nhanh dần dần hắn chứng kiến hơn 30 năm cuộc sống hóa phàm sinh lão bệnh tử một loạt hình ảnh này chậm rãi dung nhập trong tâm thần vương lâm một lúc lâu sau trong đầu hắn không còn bất cứ hình ảnh gì nữa chỉ còn hai chữ sinh tử sinh tử là một loại biến hóa của thiên đạo loại biến hóa này sau khi vương lâm điều khắc lại 400 năm giết chóc đã cảm nhận được hàm nghĩa rõ ràng của chữ tử trong 35 hóa phàm hắn lại hiểu được ý nghĩa của sinh, trước kia cảm ngộ thiên đạo luân hồi một khắc, tuy cuối cùng thất bại nhưng vẫn để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm và ý cảnh, phảng phất như một tầng giấy mỏng, khiến cho Vương Lâm trong nháy mắt có một loại giác ngộ, chỉ là giác ngộ chứ không phải khám phá, có thể nói, hiện giờ tâm cảnh của Vương Lâm đã đạt tới trình độ có thể điều khiển cấp độ tu vi của mình, mức độ này ở thượng cổ tu chân giới có một câu vẫn chuyển lưu, muốn núi là thấy núi, muốn nước là thấy nước, lúc này Vương Lâm chính là như vậy, khi hắn mở đôi mắt tượng khắc gỗ trong cửa hàng đã có vô số trong hai mắt vương lâm ánh lên một tia sáng tả dị ánh mắt này hơi tương tự với ánh mắt của thác sâm ở chỗ cổ thần hắn lặng lặng nhìn vô số tượng khắc gỗ trước mắt hai tay chậm rãi giơ lên lập tức những tượng khắc gỗ này đột nhiên rung động tụ lại trong tay hắn dần dần tượng gỗ ngày càng nhiều nhưng trong hai tay vương lâm xuất hiện một dòng chảy màu đen tượng khắc gỗ cứ rơi hết vào đó nhưng dòng chảy màu đen này vẫn không có bất cứ gì thay đổi toàn bộ tượng khắc gỗ bay về phía hai tay vương lâm sau khi cái tượng khắc gỗ cuối cùng biến mất trong dòng chảy màu đen ánh mắt vương lâm bình tĩnh nhìn nhìn dòng chảy túi chữ vật trên lưng hắn đột nhiên tự động mở ra tất cả huyết cầu từ sát khí đều bay vào toàn bộ trong nháy mắt huyết cầu từ sát khí dung nhập vào trong dòng chảy hai mắt vương lâm trật lộ ra những tia sáng kỳ dị ngay sau đó hai tay hắn liền cử động dòng chảy màu đen dưới sự điều khiển của hai tay vương lâm nhanh chóng biến hóa hình dạng dần dần trở nên vuông vức lại từ từ trở nên thực chất một lúc lâu sau dòng chảy màu đen hoàn toàn biến mất một cái ấn hình vuông xuất hiện trước người Vương Lâm, cái ấn này lớn tầm một bàn tay, bên ngoài có khắc hình một người, người này không có mặt mũi, chỉ có thân hình, hắc ấn này bao gồm ý nghĩa của 400 năm giết chóc của Vương Lâm, là chữ tử, tay phải Vương Lâm đặt trên hắc ấn, lập tức một cỗ cảm giác như máu hòa vào nước xuất hiện trong tim hắn, hắn hít sâu một hơi, hắc ấn dần dần biến mất trong tay hắn, dung nhập vào trong nguyên anh, Vương Lâm trầm mặc một chút, lưu luyến nhìn cửa hàng mình đã ở hơn 30 năm nay một lần nữa, tay phải tùy ý vung lên, lập tức toàn bộ tượng khắc cỗ trong cửa hàng liền biến mất sau đó hắn mở cửa đón gió tuyết trong đêm bước ra ngoài vương lâm chậm rãi đi tới ngã tư đường gió tuyết ngày càng lớn thân ảnh hắn khi mới ra khỏi cửa hàng vẫn là một lão già sắp xuống mồ nhưng theo từng bước chân khi hắn tới đầu phố thì thân hình hắn dần cao hẳn lên những nếp nhăn trên mặt hắn chậm rãi biến mất cuối cùng trong nháy mắt khi đứng ở đầu phố vương lâm từ một phàm nhân đã chuyển hóa thành một tu sĩ hiện tại hắn vẫn chưa phải hóa thần nhưng giờ phút này khoảng cách tới hóa thần đã rất gần nắm được ý cảnh sinh tử hiểu được thiên đạo phương lâm cảm thấy thân thể có một cảm giác lâng lâng như muốn bay đi cảm giác đó dần dần lan cả ra ngoài thân thể hắn dường như từ trên trời cao có một lực lượng thần kỳ đang mở rộng ra lôi kéo hắn loại cảm giác này chính là biểu hiện sắp hóa thần lúc này hắn không cần hiểu được thiên đạo không cần cảm thụ ý cảnh chỉ cần kiếm một địa phương lẳng lặng bế quan mười năm liền chắc chắn đạt tới cảnh giới hóa thần phương lâm đứng ở đầu phố quay đầu nhìn thoáng qua mười hộ đã trống không tới chín ở ngã tư này, dãy phố 30 năm nay hắn ở. Từ ngọn cây nhành cỏ ở nơi này hắn đều hiện lên trong tim hắn, trong lòng hắn hiện lên một tia luyến tiếc, nhìn hồi lâu, đem hết thảy cảnh vật ghi tạc trong tim, vương lâm thở dài một tiếng, xoay người, biến mất trong bóng đêm, ở phía nam của liên minh tứ phái có một tòa thành chỉ hơn vạn dặm, nơi này có rất đông phàm nhân, những căn phòng chống lạnh của con người trải rộng khắp nơi, trong phòng có rất nhiều người, bọn họ bị đưa tới đây, làm công việc dọn tuyết, Đại Ngưu cũng ở một trong số những phòng đó, cùng phòng với hắn có có hơn 30 người, căn phòng vốn không lớn, giờ lại càng chật trội. Đại Ngưu nằm trong góc, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, hắn nhớ thê tử, nhớ con, lại càng nhớ Phương Lâm, tất cả mọi thứ ngày xưa dưới trận tuyết tay này đều tan thành mây khói. Trước trận tuyết này, hắn là một người thừa ăn no mặc ấm, lại có cửa hàng của mình, còn thuê mấy người tiểu nhị, trưởng quỹ, còn hắn thì đã xin gia nhập một môn phái của tiên nhân, trở thành một thành viên của tiên nhân, ở nơi ngã tư đường ấy, cuộc sống của hắn có thể coi là tươi sáng thê tử yêu thương hắn cuộc sống tốt đẹp hắn thậm chí còn có ý định đợi vương thúc lớn tuổi hơn chút nữa sẽ không để hắn khắc tượng gỗ nữa mà để mình phụng dưỡng hắn khi tuổi già trong tâm lý của hắn cha mẹ đã qua đời vương thúc thúc nhìn mình lớn lên đã trở thành bậc trưởng bối nhưng vì trận tuyết kinh hoàng này mà hết thảy mọi việc đều thay đổi hắn không biết hiện giờ thê tử ra sao mấy tháng nay nghe nói cả phụ nữ trẻ con đều bị bắt tới hắn bàng hoàng bất an thân thể của thê tử không tốt lắm lạnh giá thế này làm sao có thể chịu nổi chứng kiến có người bị đông cứng mà chết trái tim đại ngưu đau đớn như bị dao cắt cũng không phải vì hắn tính đồng bào đồng loại gì mà là do một cảm giác tuyệt vọng thật sâu trong nội tâm và nỗi lo lắng cho thê tử của mình hắn lo lắng thê tử không chịu nổi sẽ bỏ hắn mà đi ngoài thê tử ra người mà hắn lo lắng nhất còn có vương lâm theo hắn thấy vương thúc thúc tuổi cũng đã cao thân thể không còn mạnh khỏe nữa hắn đã mất cha mẹ hắn không muốn cả vương thúc thúc cũng bỏ hắn mà đi nhi tử của đại ngưu tăng tiểu ngưu vốn là vừa mới gia nhập bạch vân tông tu vi ngưng khí kỳ của hắn khiến thân phận hắn cao hơn hẳn phàm nhân nhưng với sức lực của hắn thì ở giữa trận chiến giữa hai quốc gia chẳng có bất cứ tác dụng gì do vậy hắn tuy muốn tìm kiếm cha mẹ mình nhưng liên minh tứ phái lớn như vậy toàn bộ phàm nhân đều bị bắt đi phân tán khắp cả nước hắn trừ phi có thần thông thông thiên nếu không căn bản không tìm nổi cha mẹ đại ngưu đi đợt tiết này đã chút xuống bao lâu rồi hầu như ngày nào hắn cũng nhìn thấy bên cạnh mình có người chết cóng Đồng thời hắn cũng phát hiện ra chỗ thần kỳ của tượng điêu khắc gỗ, mỗi khi hắn thấy lạnh giá, tượng gỗ lại tỏa ra những luồng hơi ấm, luồng hơi ấm này trong khoảnh khắc liền chạy khắp toàn thân, cho dù hắn có lạnh hơn nữa cũng vẫn có thể bình yên vượt qua. Sau khi biết sự thần kỳ của tượng khắc gỗ, Đại Ngưu không khỏi cảm thấy có một cảm giác xa lạ với Vương Lâm, cho tới bây giờ hắn không thể hiểu thấu được lão nhân này, chẳng qua cũng vì có tượng khắc gỗ này mà lo lắng của Đại Ngưu về thê tử cũng giảm đi một chút hắn tin rằng chỉ cần thê tử không tháo tượng gỗ xuống thì cũng có thể giống hắn, không bị chết rét. Nhưng thời gian dần trôi qua, dường như vĩnh viễn không thể quét sạch hết tuyết, trong lòng đại ngư lại nổi lên sự tuyệt vọng. Tuyết trên trời rơi xuống tuy nhỏ bé nhưng không hề gián đoạn mấy ngày hôm nay, đã có nhiều phàm nhân lén lút bỏ trốn. Bọn họ muốn trốn sang nước láng giềng, cho dù phải từ bỏ hết thầy, chỉ cần được sống là còn có hy vọng, nghe nói hiện giờ nước láng giềng không có tuyết rơi, thời tiết giống như mùa xuân vậy, vạn vất sinh sôi, ánh nắng ngập tràn sớm nay đại ngưu là người thức dậy đầu tiên hắn từ trên giường bò dậy bên cạnh hắn là đứa con thứ hai của chu gia tiểu tử này mới hơn 20 tuổi đang lúc tráng niên bình thường khi làm việc thường được phân cùng tổ với đại ngưu vẫn luôn giúp đỡ hắn rất nhiều đây là một hài tử thuần phác đại ngưu đẩy hắn một cái nhưng lập tức hắn bỗng giật mình hắn nhìn con trai thứ hai nhà họ chu tay phải run rẩy đặt trên mũi hắn sau đó cười thảm một tiếng lẩm bẩm chết rồi vừa nãy khi đẩy hắn đại ngưu phát hiện ra thân thể hắn đã cứng ngắc lúc này nước mắt đại ngưu tuôn như mưa, hắn tử 40 tuổi này ôm đầu ngồi khóc giống lên, hắn nhớ nhà, nhớ thê tử, nhớ nhi tử của mình, nhớ vương lâm, nhớ cửa hàng, nhớ những ngày ấm áp khi xưa, lúc này lục tục có người bò dậy, kinh ngạc nhìn đại ngưu, ngay sau đó phát hiện ra trong phòng này, chỉ trong vòng một đêm đã có năm người chết rét, ai nấy đều trầm mặc, một hồi lâu, bên ngoài phòng truyền tới một tiếng quát, đi ra đi, làm việc, nếu ai dám lười biếng sẽ bị quẳng ra ngoài cho chết rét. Trong phòng có người khẽ thở dâu y, chậm rãi đi ra ngoài, bọn họ hai mắt đờ đẫn, mặt mày vàng vọt xanh sao, trước đây vài tháng khi mới tới dọn tuyết, lúc đầu còn được ăn no, nhưng càng về sau thức ăn càng ít, hiện giờ thể lực của họ đã rất kém rồi, đại ngư vẫn ôm đầu, ngồi trên mặt đất khóc lóc, một người trung niên tốt bụng tiến tới kéo hắn, thấp giọng nói, đại ngư, đi thôi, chỉ cần còn sống là còn có hy vọng, đại ngư bị hắn kéo, nhìn chăm chăm vào thân thể người con thứ hai của chu gia đang nằm yên không nhúc nhích, nước mắt lại chảy ra, ra khỏi phòng lập tức gió lạnh đập vào mặt thân thể đại ngưu lạnh lẽo nhưng ngay lúc này tượng khắc gỗ trên người hắn lại truyền tới từng đợt hơi ấm xua tan đi cái lạnh đại ngưu sờ sờ ngực nhìn mọi người từ trong các phòng ốc bốn phía đi ra hắn cắn răng một cái quyết định bỏ trốn hắn muốn đi tìm thê tử sau đó hai người rời khỏi đây chạy sang nước láng giềng cố gắng sống sót cho tới khi tiết tan lại trở về đêm khuya hôm đó khi mọi người đã ngủ say đại ngưu lặng lẽ bò dậy mở cửa phòng bị gió lạnh thổi qua thân thể hắn lập tức run lên cắn chặt răng tiến vào giữa gió tuyết bốn phía có quân đội phàm nhân đóng quân chẳng qua đối với dân chúng bỏ trốn họ cũng không thèm hỏi tới bởi lẽ giữa thời tiết lạnh giá này ở lại đây thì may ra còn một đường sống chứ nếu bỏ đi thì chỉ có con đường chết vì thế nên lúc đầu còn có người để ý về sau thì mặc kệ nếu muốn đi đâm đầu vào chỗ chết thì ai mà ngăn được chứ đại ngưu đi vào trong gió rét chậm rãi bước trên cánh đồng tuyết Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng dường như không có chỗ để hắn dung thân, đêm khuya, do càng ngày càng lạnh, Đại Ngưu đang bước đi rất khó khăn, đột nhiên vấp phải một vật gì đó, trượt chân, thân thể ngã sắp xuống, chỉ thấy bên cạnh hắn là một thân thể đã bị đông thành đá, thi thể này hiển nhiên là chưa chết được bao lâu, cho nên không có nhiều tuyết phủ mà chỉ có một tầng tuyết mỏng, Đại Ngưu khi ngã sắp xuống, khuôn mặt nằm ngay sát khuôn mặt hắn, thậm chí hơi thở của hắn cũng đến được khối thi thể đó, ngây ngốc một hồi, Đại Ngưu sợ hãi kêu lên vội vàng bò dậy lui lại phía sau nhưng ngay sau đó hắn lại vấp ngã trong lòng đại ngưu dâng lên từng trận hàn ý cẩn thận nhìn bốn phía một lượt mới phát hiện ra ở chỗ này có vô số thi thể đại ngư là một phàm nhân nỗi nhớ thê tử cái chết của người con thứ hai nhà họ chu nỗi tuyệt vọng sợ hãi đối với tương lai khiến hắn hoàn toàn sụp đổ hắn ngồi xổm trên mặt tuyết lại khóc giống lên một lúc lâu sau đại ngưu đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên ấm áp ngay sau đó một bàn tay ấm áp đặt lên đầu hắn vỗ nhẹ nhẹ. Đại ngư, đừng sợ, đại ngư xoay người, kinh ngạc nhìn thấy phía sau không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người thanh niên. Người này nhìn qua trẻ hơn đại ngư hắn rất nhiều, nhưng ánh mắt của hắn lại đầy về tăng thương. Người này đại ngư không xa lạ, thậm chí liếc mặt một cái là hắn có thể nhận ra, đó chính là vương thúc mà hắn vẫn nhớ mong. Nhưng tướng mạo người này quá trẻ trung, đại ngư nhìn vương lâm, trong đầu đột nhiên nhớ tới khi mình còn bé, mở cửa cửa hàng, lần đầu nhìn thấy vương lâm, khi đó vương lâm cũng giống hệt bây giờ. Vương thúc, đại ngưu ngây ra một lúc sau đó thấp giọng nói hắn mơ hồ cảm thấy vị thúc thúc từ bên cạnh mình từ nhỏ này tuyệt không phải là người thượng hắn trầm mặc một lúc thấp giọng nói người người là tiên nhân sao vương lâm nhìn quanh một lượt cuối cùng ánh mắt tập trung vào mặt đại ngưu nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói được rồi vương thúc tới rồi không phải sợ gì nữa đi ta mang ngươi đi tìm vợ ngươi lúc này đại ngưu cảm thấy như mình đang mơ hình tượng của vương lâm trong đầu hắn nhanh chóng biến hóa từ già nu lại biến thành thanh niên tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy mông lung vẻ mặt cũng hơi hoảng hốt vương lâm thầm than tay phải điểm nhẹ lên đầu đại ngư một cái lập tức đại ngư cảm thấy một cơn buồn ngủ không sao cưỡng nổi kéo tới chậm rãi gục xuống tay phải vương lâm phất lên một luồng ánh sáng nhu hòa bao bọc lấy thân thể đại ngư sau đó thân thể vương lâm nhoáng lên phi hành đi ở ngoài ba ngàn dặm có một chỗ tụ tập phàm nhân dọn tuyết vương lâm tìm trong phòng dành cho phụ nữ được vợ của đại ngư lúc vương lâm đưa cho vợ chồng họ tượng khắc gỗ đã để lại một tia thần niệm Tại thời khắc mấu chốt sẽ phát hiện mà cứu mạng họ, Vương Lâm ở với Đại Ngưu mười mấy năm, do vậy hắn muốn trợ giúp bọn họ cũng không có gì là lạ, mang theo hai vợ chồng Đại Ngưu, Vương Lâm nhanh chóng bay đi, tới biên giới nước làng giềng, hắn mới ngừng lại, ở đây có hai tấm màn sáng ngăn trở giữa hai nước, Vương Lâm buông hai vợ chồng Đại Ngưu ra, tay phải đặt trên tấm màn sáng, linh lực phát ra, lập tức tấm màn sáng như bị xé rách, lộ ra một thông đạo đủ cho hắn đi qua, Vương Lâm thở dài, lại điểm lên đầu vợ chồng Đại Ngưu một cái sau đó để lại một bọc nhỏ rồi xoay người biến mất một lúc sau đại ngưu bừng tỉnh hoảng hốt mở mắt hắn cảm thấy mình vừa nằm mơ mơ thấy vương thúc thúc bề ngoài của vương thúc lại giống hệt như hình dáng khi hắn còn trẻ hắn thở dài đột nhiên ngẩn người chạm vào nữ tử bên cạnh kêu lên một tiếng sau đó đẩy đầy vài cái một lúc sau nữ tử kia mở mắt nhìn thấy đại ngưu cũng ngẩn ra một hồi sau đó hai người ôm nhau khóc giống lên đại ngưu tôi sao lại ở đây tôi nhớ rõ là lúc ngủ vẫn còn ở trong phòng mà Thê tử của đại ngưu sau khi nức nở vài tiếng liền hỏi, đại ngưu trầm mặc một lát, hắn ngẩng đầu nhìn trời, một lúc lâu sau thở dài, hắn biết mọi chuyện không phải là mơ mà là sự thật, hắn nhẹ nhàng ôm thê tử, lặng lặng không nói gì, mà đứng yên nhìn thông đạo ở trên tấm màn ánh sáng và gói nhỏ ở phía xa, khi đại ngưu mở gói nhỏ ra, bên trong không ít vàng, hắn kéo thê tử quỳ xuống, hướng về kinh thành lại mấy lại, trong lòng thầm nói, vương thúc tạ ơn người, hắn nhặt cái gói lên, kéo thê tử đi xuyên qua tấm màn sáng rời khỏi liên minh tứ phái. Sau khi hắn đi không lâu, Vương Lâm lại xuất hiện tại nơi hai người quỳ lại. Hắn nhìn hình bóng vợ chồng đại ngư biến mất, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Với thần thức của hắn thì đã nhận ra ở không xa nơi này có một tòa thành nhỏ, chỉ cần cứ đi theo con đường này là có thể đến nơi. Đại ngư sống ở nơi đó đến hết đời, mãi cho tới khi hắn sắp chết cũng không quên Vương Thúc đã ở bên cạnh hắn từ nhỏ. Chẳng qua cuộc đời nào hắn không còn có cơ hội gặp lại Vương Lâm nữa. Vương Lâm đứng yên hồi lâu, nhìn vợ chồng đại nguyên rời khỏi. Hơn 30 năm nay, từ một thiếu niên hồn nhiên, trong nháy mắt đại ngưu đã lấy vợ sinh con, tuổi cũng đã vào trung niên. Vương Lâm hiểu được đại ngưu cũng không nằm ngoài chuyện sinh tử của thế gian, sớm muộn cũng sẽ phải chết. Vương Lâm bật cười, tay phải điểm vào quần sáng, lập tức một ánh hào quang ngũ sắc lóe gia nhập vào quần sáng. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bốn phía, không một chút do dự, lập tức rời khỏi liên minh bốn phái, bởi vì hắn còn có một mục tiêu chưa đạt được, chính là vũ đỉnh. Vũ đỉnh này đối với tứ phái liên minh là một mầm mống tai họa, nhưng đồng thời nó cũng là một bảo vật, nó là một phương pháp hữu hiệu để trở thành hóa thần tu sĩ. Đối với Vương Lâm, Vũ Đỉnh thật sự là một cơ hội tu chân trong tương lai. Càng ngày Vương Lâm càng cảm nhận được cảnh giới hóa thần đang đến gần, linh lực ngày hôm nay so với trước kia không còn vô cùng tinh khiết nữa, linh khí này gần như đã bị vẩn độc, không phải khí trời những năm gần đây có sự biến hóa, mà là bản lãnh của Vương Lâm cùng với sự đề cao của ý cảnh đã khiến toàn bộ thân thể hắn cảm nhận thấy được bên trong linh lực này có vấn đề, linh lực ngày hôm nay nếu là giới hóa thần kỳ thổ nạp thì cũng không ảnh hưởng gì những tu sĩ như vậy dù sao cũng không thể nhận ra linh khí bên trong có pha tạp nhưng muốn đạt tới hóa thần thì linh khí này có tác dụng vô cùng trọng yếu đến như linh thủy do hạt trông nghịch thiên thu thập linh lực từ xương sớm có thể nói là tinh thuần nhưng có lẽ vì lý do ngũ hành còn thiếu nên vẫn còn kém một chút chỉ có điều ngũ hành thật sự rất khó thu thập bên cạnh thủy tính các loại thuộc tính khác như hòa tính cũng cần phải có một hoang thú hệ hỏa mới có thể được bổ sung trọn vẹn các thuộc tính khác không trọn vẹn cũng cần phải có linh khí của hoang thú khác bởi vì lý do này cho nên Vương Lâm suốt hơn 400 năm vẫn không thể khiến ngũ hành của hạt châu nghịch thiên đầy đủ, Vương Lâm nhất định phải tiến vào tiên môn để thu thập tiên linh khí, vì thế, mục tiêu của hắn chính là Vũ Đỉnh, nhưng hiển nhiên, lúc này không phải thời cơ để thu thập Vũ Đỉnh, mà thời điểm mấu chốt thật sự phải là lúc tu sĩ ở Tuyết vực và tứ phái liên minh xảy ra chiến tranh. Nghĩ đến đây, mắt Vương Lâm ánh lên vẻ bình tĩnh, chọn nơi cao nhất trên đỉnh núi tuyết được mây bao phủ chậm rãi hạ xuống, khi hắn hạ xuống liền xuất ra cấm phiên nhanh chóng để cấm phiên bao phủ bốn xung quanh tân hình vương lâm liền biến mất trên đỉnh núi vương lâm không biết tu sĩ ở tuyết vực lúc nào sẽ đến vì thế hắn chuẩn bị tận dụng chặt chẽ hết thảy thời gian khiến chính mình nhanh chóng hóa thần như vậy cơ hội nắm được phủ đỉnh cũng sẽ lớn hơn trong nháy mắt đã qua một năm có lẽ trận pháp trên bầu trời đã bắt đầu có tác dụng hoặc có lẽ đám tu sĩ ở tuyết vực chắc cũng sắp đến tóm lại tuyết rơi ngày càng nhiều toàn bộ phía trong tứ phái liên minh quốc không ngờ đã bị băng bao phủ qua một năm số lượng phàm nhân tử vong rất lớn. Tuy nhìn trên bề mặt chỉ thấy thi thể, nhưng ở bên dưới cũng là băng tuyết và thi thể lẫn lộn. Toàn bộ vùng đất của tứ phái liên minh đã trở thành địa ngục. Trên thực tế, tứ phái đã chia thành hai phe, một phe có ý định trốn tránh đầu sóng ngọn gió, một phe kiên quyết phản kháng. Dù sao, đây không phải cuộc chiến của các thế lực ngang nhau, tuyết vực quốc cũng chỉ là tu chân quốc cấp 4. Vào ngày này, vạn dạng phía trên không trung hiện ra một khe nứt, bỗng nhiên một lượng lớn hàn khí màu lam đậm tràn ra, từ khe nứt chính giữa vị trí tứ phái liên minh xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này mặc áo trắng, có khi còn trắng hơn tuyết, dung mạo của nàng tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng có phảng phất vẻ lạnh lùng như băng giữa trời đông giá rét, dường như băng tuyết cũng không thể lạnh bằng nàng. Nàng nhẹ nhàng chậm rãi từ trong khe nứt đi ra, lướt mắt nhìn lên trên trời một cái, sau đó tay phải nâng lên, tùy ý điểm vào khoảng không, lập tức một khe nhỏ bất ngờ xuất hiện giữa không trung một cách yên lặng, nhanh chóng mở ra. Và lúc này, từng trận tiếng kêu như tiếng gương vỡ vụn bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ phía trong tứ phái liên minh cùng lúc đó trận pháp được che đậy phía trên không trung hóa thành từng mảnh nhỏ rơi xuống giống như một trận gió tuyết rơi xuống tất cả các ngóc ngách bên trong tứ phái ngay sau đó từ trong những khe nứt có vô số tu sĩ áo trắng đi ra toàn bộ những tu sĩ này đều có một điểm giống nhau đó là sắc mặt âm hàn bọn họ trên người tỏa ra hàn ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ các ngóc ngách trong tứ phái liên minh một luồng sát khí mạnh mẽ bao phủ toàn bộ liên minh tự phái trong lúc đó, thật kỳ lạ là phần lớn tu sĩ của tứ phái liên minh lại không hề xuất hiện, để mặc một đám tu sĩ của Tuyết vực đang từ khe nứt đi ra. Tu sĩ của Tuyết vực xuất hiện ngày một nhiều, nhưng không ai phát ra bất kỳ một tiếng động nào, ánh mắt của họ đều tập trung vào nữ tử kia, mặc dù khoảng cách rất xa nhưng những ánh mắt vẫn hướng về phía nữ tử. Ánh mắt nữ tử lạnh như băng, chỉ tay về phía bên phải, chỉ sau một động tác đơn giản, đột nhiên tất cả các tu sĩ Tuyết vực bỗng nổi sát khí, thân mình hóa thành từng đạo ánh sáng trắng. Âm ầm từ trên không trung giáng xuống, một cử động lập tức dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền, ngay tức khắc toàn bộ tu sĩ đang ở phía trên tứ phái Liên Minh đồng loạt hạ xuống, nhưng trong khi bọn họ còn đang lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt từ bốn phía, tứ phái Liên Minh dâng lên bốn cột sáng thông thiên, bốn cột sáng xanh đỏ tím trắng giống như là bốn cây cột chống trời, bỗng nhiên xuất hiện, cùng lúc đó, trên những cột sáng, một vài hư ảnh lớn được ngưng tụ mà thành, bọn chúng bay nhanh ngưng tụ thành một đám thượng cổ dã nhân thân mặc bì giáp những dã nhân này rất to lớn, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện, trong lồng ngực khổng lồ của chúng đều có một người ngồi ngay ngắn, tuy không nhìn ra được bản lãnh, nhưng hiển nhiên không phải tu sĩ bậc thấp. Một đám dã nhân khổng lồ từ trong bốn cột ánh sáng biến hóa mà ra, bắt đầu bước chân, gầm giống giận dự hướng về đám tu sĩ tuyết vực trên không trung phóng tới, đám dã nhân này số lượng rất đông, cùng nhau tiến lên, tất cả đều vì trận chiến ngày hôm nay, và lúc đám dã nhân hiện ra, ở vị trí của Bạch Vân Tông ở phía đông, truyền ra một tiếng gầm giận dữ một khối nham thạch lớn màu đen bay lên cao ngồi phía trên khối nham thạch là một lão già toàn thân bị chín sợ xích hóa lại lão già này cơ mặt quất lại toàn thân có một đạo khí tím bao phủ hắn gần như trần truồng trên mình chỉ có vài mảnh vải che đậy tóc hắn rối bù ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào đám tu sĩ tuyết vực giữa không trung vươn đầu lưỡi liếm môi một cái đầu lưỡi hắn thật dài lúc duỗi ra trông giống như yêu nghiệt làm người ta nhìn thấy mà gây người ngay sau đó từ hướng thủy mặc môn phía nam cũng truyền đến một tiếng rít gào một cái đỉnh đồng thật lớn từ đằng sau thủy mặc môn bay ra trên đỉnh đồng này có khắc vô số những bùa chú cổ xưa một luồng khí hồng hoang chậm rãi khoét tán ra phía trên là một lão già mặc áo dài đỏ ánh mắt bình tĩnh nhìn lên không trung thanh mộc nhai ở phía tây cũng không hề chịu kém nơi này cả hai phía đông tây đều xuất hiện dị biến một bãi nước bùn màu đen ước chừng dài hơn trăm trượng tản mác ra từng trận mùi hôi thối từ thanh mộc nhai bay lên Bãi nước đen này thỉnh thoảng lại bốc lên một ít bọt khí, có khi giữa đám nước bùn còn hiện lên một khuôn mặt tràn đầy thống khổ, bãi bùn đen này vừa hiện ra, dường như liên kết với tuyết ở bốn phía, đều vì một trận chiến sắp xảy ra. Ngay sau đó, hắc hồn phái ở phía bắc cũng phát ra tiếng thét dài, một nam tử trẻ tuổi trông có vẻ nhu nhược chậm rãi bay giữa không trung, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, có vẻ như vừa mới bị bệnh nặng, thân thể của hắn bay đi nhẹ nhàng vô cùng, hắn đưa tay phải hướng xuống dưới khẽ phung, lập tức toàn bộ bên trong hắc hồn phái xuất hiện vô số luồng khí màu đen những khí thể này giao hòa vào nhau hình thành nên một chiếc bút lông màu đen chiếc bút lông này vừa xuất hiện lập tức trời đất biến sắc lão già áo đỏ ngồi trên đỉnh đồng và lão già gầy nhom bị chín sợi xích khóa trên khối nham thạch nhìn thấy đều lộ vẻ hoảng sợ ra mặt chiếc bút lông này nhìn không có gì khác thường chậm rãi rơi vào tay người trẻ tuổi hắn cầm bút trong tay trong nháy mắt trên mặt dâng lên một vẻ hồng hà lạ thường một năm là một khoảng thời gian dài chẳng lẽ tứ phái lại không có chuẩn bị gì thực tế bọn họ cũng đã sớm chuẩn bị xuất ra tất cả bảo bối chân phái dựa vào đó tiến hành một cuộc phản kích dù sao phần đông tu sĩ của tứ phái liên minh đều sinh trưởng trên vùng đất này tuy đã có chút chia rẽ nhưng khi tu sĩ ở tuyết vực đến liền hoàn toàn thống nhất đứng lên nhất trí đối phó ngoại địch bởi vì họ không muốn trở thành chó nhà có tang không muốn ngay cả đến gia đình mình cũng không bảo vệ được người không thể không có nhà tu sĩ cũng là người đây là một cuộc tử chiến trừ phi có thể tiêu diệt toàn bộ nếu không cuộc chiến sẽ không kết thúc nữ tử áo trắng đứng giữa không trung ánh mắt lạnh như băng nhẹ giọng nói quét sạch bọn chúng đi nơi này sẽ trở thành vùng đất mới của tu sĩ tuyết vực lời này vừa nói ra tu sĩ tuyết vực lập tức ầm ầm hô lên tiếng hô này dần dần kết thành một dài khi lên tới một đỉnh điểm nữ tử tay phải bắt ấn chỉ thấy một luồng ánh sáng nhiều màu từ trong tay nàng chiếu ra sau khi luồng ánh sáng nhiều màu này xuất hiện lập tức hóa thành năm người con gái giống hệt nữ tử kia năm người này chẳng qua là những phân thân Lúc này, Vương Lâm đang ở dưới một đỉnh núi tuyết bên trong tứ phái liên minh, dĩ nhiên thần thức của hắn đang tra xét nơi này, khi nhìn đến năm phân thân, trong nháy mắt thần thức của hắn dung nhập vào trong Thiên Nghịch Châu bỗng nhiên chấn động, thần thức trong không trung rất nhiều, lẽ tự nhiên không ai lại chú ý đến thần thức của Vương Lâm, ở đỉnh núi tuyết, Vương Lâm lập tức mở hai mắt, lộ ra vẻ kỳ dị, hắn thì thào lẩm bẩm, linh khí ngũ hành, năm đó, Thiên Nghịch Châu chỉ cần hút được hỏa linh, thuộc tính liền lập tức viên mãn, lúc này Vương Lâm nhìn thấy linh khí ngũ hành này lập tức trong lòng khẽ động, nhưng ý niệm này lập tức bị loại bỏ ra khỏi đầu. Nàng kia không biết có phải là phủ chu võ thái theo như lời của thiên kiêu chi nữ ở tuyết vực quốc đã nhắc tới hay không, nhưng cho dù không phải, thì nàng này bản lãnh cũng phải từ hóa thần trung kỳ trở lên, hắn còn lâu mới có thể địch lại được người này. Trong nháy mắt linh khí ngũ hành xuất hiện, lão già gầy nhom của Bạch Vân Tông ngồi trên khối nham thạch lập tức cười lên khẳng khạc, cả người bỗng bay lên, tung lấy xích sắt trên khối nham thạch phóng vọt tới, thủy linh trong linh khí ngũ hành lập tức quay đầu mang theo một ngọn sóng pháp lực lớn, cả người hóa thành một làn nước xanh hướng về phía đó bay đi. Cùng lúc đó, ba linh khí còn lại đều bay về hướng của tứ phái, chỉ có duy nhất hỏa linh đứng giữa không trung, cả người hóa thành một ngọn lửa màu lam, mãnh liệt bay về phía đám thượng cổ dã nhân mà thiêu đốt. Toàn bộ tu sĩ tuyết vực ở xung quanh đều lựa chọn người của tứ phái, rồi hóa thành từng đạo hàn mang, bắt đầu giết chóc, trên mặt băng tuyết tỏa ra từng trận hàn khí. Hàn khí này làm cho xúc giác của tu sĩ tứ phái cảm thấy tê dại nhưng đối với tu sĩ của tuyết phục thì lại là loại pháp bảo và vũ khí tốt nhất. Hàn khí này thậm chí nếu tới một mức độ nào đó có thể làm cho linh lực họ khôi phục, thật là một sự hỗ trợ rất lớn. Toàn bộ khoảng không phía trên tứ phái liên minh bị vô số những đạo ánh sáng đủ màu sắc bao phủ. Thủy Mặc môn, Bạch Vân Tông, Thanh Mộc Nhai, Hắc Hồn phái, bốn phái này là chiến trường quyết định của cuộc quyết chiến này. Nơi này cũng còn một số ít phàm nhân, họ đều trốn trong phòng yên lặng cầu nguyện không biết việc này có nguyên cớ gì, nhưng phần lớn trong số họ cuộc đời này chưa từng nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy, ở biên giới của tứ phái liên minh, các môn phái lân cận đều phái các tu sĩ bậc cao vây quanh tứ phái liên minh, bọn họ không phải là muốn tham chiến, mà muốn phòng ngừa những tu sĩ từ bên trong đi ra, bất kể là tu sĩ của tứ phái liên minh hay của tuyết vực cũng không thể ra ngoài nửa bước, trừ khi cuối cùng có người chiến thắng, bằng không, không có ngoại lệ, dã nhân số lượng tổng cộng là 99, chúng vô cùng to lớn, bước từng bước lớn vung cánh tay khổng lồ lên, mỗi quyền xuất ra đều khiến vài tu sĩ của tuyết vực thân thể tan nát mà chết bọn chúng ở giữa tứ phái liên minh giao chiến với tu sĩ của tuyết vực dã nhân tuy sức mạnh vô cùng lớn mỗi một quyền đánh ra đều chứa pháp thuật công kích thậm chí còn bao hàm cả ý cảnh nhưng đối với hoài linh thân thể hóa thành một ngọn lửa kia cũng có chút kiềm kỵ trong lúc đó một dã nhân vừa mới một quyền làm tan nát thân thể hai tu sĩ của tuyết vực lập tức liền bị một phần ngọn lửa bao vây toàn bộ thân thể lập tức phát tán ra một làn xương trắng nồng đậm sau một vài hơi thở lập tức tiêu tan không còn thậm chí tu sĩ ngồi không chế bên trong cũng khó lòng thoát chết bị ngọn lửa này đốt cháy thành tro nhưng kỳ lạ ở chỗ ngọn lửa này mặc dù nhiệt độ cực cao nhưng trên mặt tuyết lại không có một ảnh hưởng gì trên không trung sau khi đại trận pháp bị phá trừ từ trong cái khe nứt thổi ra một trận gió tuyết cực lớn vô cùng vô tận tuyết càng ngày càng nhiều tu sĩ tuyết vực ở đây cũng không phải chỉ có một mình nữ tự áo trắng ra sức đám tu sĩ tuyết vực này hiển nhiên trước khi tới đây đã có kế hoạch tỉ mỉ chỉ thấy từ trong đám tu sĩ tuyết vực xung quanh tứ phái, có mấy người lần lượt đi ra, hướng về phía Bạch Vân Tông là một lão già đầu bạc, hắn giang hai cánh tay, miệng phát ra từng loạt chú ngữ phức tạp, lập tức, một trận cuồng phong từ cái khe trên không trung thổi ra. Tiếp theo, trên mặt núi tuyết, một cánh đồng tuyết phạm vi trăm trượng bỗng được nâng lên không trung một cách quỷ dị.